Xin chào các bạn, lại là mình đây. Cảm ơn các bạn đã xem kênh của mình trong hàng vạn kênh khác. Trước khi vào chuyện, mình mong các bạn hãy cho mình một like và một đăng ký kênh để tạo thêm nhiều động lực để mình có thể ra nhiều video hay hơn. Mình xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Chợ Thần Hy được đặt theo tên ta à? Đó là để kỷ niệm khúc Thần Hy mà nàng dành cho ta. Đây là lần đầu ta cảm động trước một bài hát. Ta đã lấy cảm hứng từ những con đường trên sa mạc, cuộc sống của làng xóm và viết bài hát. Đại vương, người đã bao giờ quay lưng với thân huynh của mình chưa? Ở sa mạc này, người cướp của ta cướp của người. Đúng thế. Tất nhiên ta không bao giờ trở thành kẻ bị cướp, ngay cả khi đối diện với chính anh em ta. Đừng bận tâm, Hoài Thất sinh ra là đã cạnh tranh tiêu diệt. Ta biết những điều người đang làm là vì mọi người ở đây. Đúng vậy, phụ vương ta lấy một con gái một linh mục vĩ đại của thần Enos, sau đó sa mạc này trở thành một mớ hỗn độn. Nếu ta không chấm dứt việc hiến tế đó, thì nhiều người nữa sẽ phải chết vô ích. Nhưng ta cũng đã kế thừa di nguyện của phụ vương, lấy một nữ thần làm đại phi. Gì cơ, nữ thần? Nữ thần đó đơn thuần chỉ là một danh hiệu. Nhưng dù sao nhiều năm đó, nếu năm đó này không làm nổi ứng cho ta, ta làm sao có thể ngăn chặn bọn chúng? Vì vậy, đại phi là một nữ thần. Đó là những ngày đen tối nhất cuộc đời ta, mọi người đã phản bội ta, thậm chí cả A Cổ Lệ. Nhưng thật may ta đã đúng. Với những nỗ lực của mọi người nơi đây, sa mạc đã dần khôi phục lại. Có thực phẩm của chúng ta và các loại lương thực từ các đoàn lữ hành, và với khu chợ mới mà nàng thiết kế, sa mạc này chắc chắn sẽ trở nên thịnh vượng. Ta hy vọng ta có thể giúp được người. Ta, Hạ Hy. Ha ha ha, ta đói rồi. Đúng rồi, có một quán mới mở ở kia, đi ăn chút đi. Vâng, ẩm thực cung điện. Ẩm thực cung điện? Ha, chào mừng quý vị, chỗ chúng tôi có những vũ công giỏi nhất nơi sa mạc này và những món xào chỉ được dâng lên cho đại vương. Quý khách có biết món xào không? Quán này là của A Phúc mở. Hả, đại vương đang ở đây. Các món ăn này sao vậy, không thể so được với đồ nàng nấu, mang cho ta thêm 5 món nữa. Vâng, đại vương. Hả, sao thế? Sao nàng nhìn ta chầm chầm thế? Mặc dù ở hảo quốc của chúng ta có câu chia sẻ hạnh phúc với bá tánh, nhưng đó chỉ là một câu nói. Ta chưa bao giờ nghĩ rằng một vị vua lại có thể thân thiện với mọi người như vậy. Đó là lẽ thường khi kẻ mạnh bảo vệ kẻ yếu. Kẻ yếu thực sự nhận sự bảo hộ và tôn kính kẻ mạnh. Đó là quy luật của thế giới. Ta thích một thế giới như thế. Hạ Hy, cô có thấy chiếc vòng tay mới của ta đẹp không? Cái gì vậy? Đây là quà xin lỗi của Cao Địa Vương Phi. Tôi không nghĩ nó lại nhiều như vậy. Ta nghe nói Cao Địa Vương Phi là phi tần giàu có nhất trong cung điện. Chẳng lẽ là thật? Wow, nhiều đá quý quá. Nếu cô thích có thể lấy chúng đi. Dù sao chúng cũng chẳng có ích gì cho tôi. Cô sẽ cho tôi tất cả chỗ này sao? Không được, tôi không thể lấy chúng. Đá quý làm sao có thể không có ích gì cho cô chứ. Tôi sẽ giúp cô tìm những nghệ nhân giỏi nhất và nhờ họ biến chúng thành trang sức cho cô. Khi cô mang chúng lên người, cô chắc chắn sẽ trở nên vô cùng xinh đẹp. A Phúc, cô không thích chúng nữa sao? Tại sao vậy? Bởi vì, hi hi, Hạ Hy nhìn xem vòng tay mới của tôi có đẹp không? Đẹp, rất hợp với cô. Ta không chịu nhận đá quý của cô là vì ta nhận ra đá quý mua bằng tiền mình kiếm được là đẹp nhất. Ta đã mua chiếc vòng tay mới đẹp với số tiền mà ta kiếm được từ nhà hàng. Điều này thật là hạnh phúc. Hay cứ xem chỗ này như tiền đầu tư của tôi, sau đó cô có thể mở một chuỗi quán ăn. Chuỗi quán ăn? Đó là cái gì vậy? Được rồi, đó là xin chào nhà công đại nhân. Phương Na Vương Phi, cứ gọi tôi là Hạ Hy. À, Phương Na, sao tỷ lại đây? Tỷ biết Hạ Hy sao? Chẳng phải tỷ ghét tiếp xúc với người khác sao? Tạ ơn Vương Phi đã giới thiệu dược sĩ cho tôi, ngài đã cứu sống giả giả ba dịch. Ồ, cô có thể gọi tôi là Phương Na. Ta đến đây để hỏi người vài điều. Dược sĩ áo đen muốn phát thuốc miễn phí cho mọi người. Tôi định quyên góp cho anh ta. Cô có hứng thú muốn tham gia không? Ý tỷ là dược sĩ áo đen, người mà có thể cải tử hoàn sinh phải không? Tuyệt quá. Tôi tình cờ có được một số đồ quý, nó có thể dùng để ủng hộ cho dược sĩ. Thật sao? Một nửa số của cải mà Cao Địa Vương Phi cho cô sao? Nó không phải là số tiền nhỏ đâu. Dù sao thì những viên đá quý này nằm trong thùng cũng vô dụng. Tôi sẽ đưa 1/4 cho A Phúc làm vòng cổ, phần còn lại có thể sử dụng để cứu dân chúng ở đây. Nhưng tôi sẽ không quyên góp tất cả cho dược sĩ áo đen. Tôi sẽ thiết lập một quỹ đầu tư, lợi nhuận của nó có thể sử dụng để cứu người dân. Với cách này, nó đảm bảo những người không có tiền cũng có thể được chữa trị. Nghe hay đó, vậy chúng ta sẽ kiếm tiền bằng cách nào? Hạ Hy giỏi nhất là kiếm tiền đó. Muội đã học cách kiếm tiền từ cô ấy. Bây giờ muội có thể mua được chiếc vòng tay mà muội thích bằng tiền muội kiếm được. Tôi nghĩ chúng ta có thể bắt đầu với khu chợ mới.
Vì vậy, không chỉ A Mạc Nê tư thân thiết với cô ta, mà cả Phương Na cũng hòa nhã với cô ta sao? Vâng ạ, Nô tỳ nhìn thấy Phương Na Vương Phi nhìn cô ta với vẻ rất ngưỡng mộ. Dường như ta đã đánh giá thấp cô ta, ta nghĩ Phương Na từ chối ta bởi vì cô ta thờ ơ với mọi thứ, không ngờ cô ta lại thân thiết với Hạ Hy nhanh như vậy. Vương Phi, chúng ta nên làm gì tiếp theo? Hạ Hy đã làm người mất đi một nửa số tài sản, Nô tỳ cảm thấy tức giận thay người. Đầu tiên cô ta giết chết Vân Nghe Á và trở nên thân thiết với A Mạc Nê Tư. Sau cùng thì cô ta bắt đầu tiếp cận Phương Na. Quá là một người phụ nữ không hề đơn giản, nhưng từng đó chưa đủ để qua mặt được ta đâu. Đi rồi. Chúng ta đi đâu vậy? Đến chỗ Đại Phi. Đại Phi, Đại Vương Phi luôn luôn tuân thủ theo các quy tắc, vì Hạ Hy tỏ ra kiêu ngạo, ta không tin không trị được cô ta. Cao Địa Vương Phi đến. Ồ, tại sao y phục của ngươi hôm nay trông giản dị thế? Hai, tất cả là do Hạ Hy. Cô ta vừa mở miệng đã khiến đại vương lấy đi mất một nửa tài sản của thần thiếp, cũng may của đi thay người. Nhưng may là thiếp vẫn còn sống, vẫn còn tốt hơn Vân Nghe Á. Ta không quan tâm những gì xảy ra trong cung, ta chỉ nghe nói Vân Nghe Á đã phạm phải một sai lầm. Chuyện gì đã xảy ra giữa người và Hạ Hy? Thần thiếp chỉ trị một tên nô lệ theo luật lệ, nhưng Hạ Hy lại chiếm đoạt tài sản của thần thiếp. Bây giờ nghĩ lại thì tên nô lệ chỉ là một cái cớ, cô ta đường xa tới đây mục đích để cướp tài sản của thần thiếp. Luật lệ viết rằng người chồng không được phép tước đi tài sản của vợ được thừa hưởng từ cha của cô ấy. Làm sao mà Hạ Hy có thể dụ dỗ đại vương làm như vậy được? Có câu này không biết đó nên nói hay không? Cái gì? Đại vương đã bị Hạ Hy dụ dỗ, chính vì vậy ngài ấy đã bắt đầu bỏ qua luật lệ. Nếu chúng ta không làm gì đó để ngăn cô ta lại, e rằng sau này sẽ xảy ra chuyện lớn. Sao có thể như vậy? Chúng ta đã và đang tuân theo những luật lệ của sa mạc, như cô ta muốn đổi luật lệ của sa mạc thành những luật lệ của Hạ Quốc và còn giục đại vương thay đổi phong tục. Đại phi, bây giờ đại vương còn không thèm cướp đoàn lữ hành nào đến từ Hạ Quốc, còn xây một khu chợ cho bọn chúng, vài năm nữa thôi sợ là sẽ thần phục Hạ Quốc mất. Đó là luật lệ do vị đại vương đầu tiên của sa mạc sáng lập ra, làm sao mà ngài có thể phá vỡ được? Nhưng mà bây giờ đại vương đang rất sủng hạnh cô ta, thiếu không thể làm gì cô ta cả, trừ phi người can thiệp vào chuyện này. Nhưng đại vương không cho phép ta can thiệp vào chuyện của ngài ấy. Vậy chúng ta không còn sự lựa chọn nào khác, chỉ có thể để Hạ Hy loại trừ bất cứ ai chống đối nạn ta. Hạ Hy, không, ta. Đại phi, thuốc của người đã chuẩn bị xong. Người bị làm sao vậy? Chỉ là bệnh thông thường thôi. Đại phi, xin hãy giữ gìn sức khỏe. Rốt cuộc chỉ có người mới có thể kiểm soát Hạ Hy. Vấn đề này nói sau đi, ta sẽ cho người tìm hiểu kỹ. Người có thể lui xuống được rồi. Đại phi. Vâng. Hạ Hy là một nữ thần, đừng xúc phạm cô ấy. Nhạc công đại nhân, tài sản mà Cao Địa Vương Phi đưa tới đều đã được ghi lại ở đây ạ. Người thực sự muốn nguyên góp hết tất cả số tài sản này ư? À, suýt nữa thì quên mất, ngươi có thể chọn bất cứ thứ gì mà ngươi thích. Cảm ơn ngươi đã hy sinh bản thân mình để bảo vệ những hạt sống. Không không không, giả giả ba dịch chỉ là một nô lệ không được phép sở hữu tài sản. Lại còn luật lệ thế này sao? Bản thân nô lệ là tài sản của chủ nhân, giữ tài sản điên là một tội rất lớn. Quần áo và lương thực được chủ nhân ban cho chỉ vì để thể hiện phẩm giá của họ, vì vậy chúng nô lệ, chúng không thuộc về nô lệ. Vậy ta thưởng cho họ bằng cách nào? Chủ nhân không bán tôi hay bắt tôi làm những việc quá sức là một phần thưởng rất lớn đối với tôi. Vậy nô lệ sẽ không bao giờ được tự do, ngay cả khi nô lệ đã già rồi. Từ khi chúng tôi trở thành nô lệ, chúng tôi sẽ không thể thoát khỏi số phận, con cháu chúng tôi cũng vậy. May mắn thay, tôi không có con cháu. Tại sao ngươi không bỏ trốn? Chạy trốn, thật là kinh khủng, tôi sẽ không làm điều đó. Vậy, nếu có một ngày ngươi lấy lại được tự do, ngươi sẽ làm gì? Giả giả ba dịch sẽ không bao giờ được tự do. Ý ta là nếu như... Tự do. Nếu một ngày tôi được tự do, tôi muốn đến phía tây của thành phố Đại Lý, đứng trên ngọn đồi cao kia nơi mà có thể nhìn thấy quê hương tôi. Nhưng tôi không có tiền và thức ăn, tôi chỉ biết phục vụ cho người chủ nhân của tôi. Có thể tôi sẽ bị chết đó chỉ sau một ngày tôi được tự do. Tự do không có nghĩa là ngươi phải ngừng làm việc. Ngươi có thể tiếp tục làm việc cho ta, nhưng ta sẽ trả công cho ngươi. Chẳng phải xã xã ba dịch đang làm việc cho chủ nhân rồi sao? Để nào nhạc sư đại nhân nhiều tiền đến nỗi không biết tiêu ở chỗ nào sao? Chuyện này hoàn toàn khác nhau. Sau này ngươi sẽ hiểu. Vâng. Để phát triển nông nghiệp và thương mại trên sa mạc sẽ cần rất nhiều nô lệ được trả tự do. Trước đó không thể giúp đỡ nhiều người cùng một lúc, nhưng bây giờ càng giúp đỡ được nhiều người thì càng tốt. Bãi bỏ chế độ nô lệ là điều bắt buộc phải thực hiện. Vương Phi, chết tiệt,
Đại phi rõ ràng cũng muốn trừng trị Hạ Hi, nhưng bà ta đột nhiên lại thay đổi suy nghĩ. Bà ta nghĩ tại ta vu oan cho Hạ Hi ư? Ta có nên nhờ ai đó kiểm tra lại không? Đại phi sẽ không giúp chúng ta, vương phi chúng ta phải làm sao? Đại phi, suốt bao nhiêu năm qua đại vương có từng ngủ lại chỗ bà ta không? Bà ta chỉ là một người phụ nữ già đã thất sủng mà thôi. Chị gái của bà ta từng là vương phi của đại vương đời trước, bảo sao đại vương không thích bà ta? Có lẽ chúng ta nên bỏ cuộc. Không, không đời nào. Nếu đại phi đã không dám động đến cô ta thì ta sẽ tự xử lý theo cách của ta. Gia tộc của ta rất giàu có, ta không tin không thể động đến cô ta. Vương phi, nô tỳ có một ý này. Chẳng phải cô ta hay cùng nô lệ của mình đi dạo phố sao? Có lẽ những người từ chợ đen sẽ giúp chúng ta giết cô ta. Cô ta sẽ tiêu đời. À, nhạc sư đại nhân, chào mừng nhạc sư đại nhân. Mọi người nghĩ sao về lời đề nghị của tôi? Nhạc sư đại nhân, người thực sự sẵn sàng cho chúng tôi vay tiền để mở cửa hàng trong khu chợ thần hy sao? Nếu chúng tôi không kiếm được tiền thì sao? Đúng đấy, đã không phải một khoản vay mà là hợp tác. Tôi sẽ cung cấp tiền cho mọi người mở cửa hàng, lỗ đôi bên chịu một nửa, lãi thì tôi sẽ lấy một nửa lợi nhuận. Tôi có thể khẳng định rằng đại vương đang tập trung cái kế hoạch mở rộng khu chợ thần hy, thế nên sẽ cố gắng giảm những rủi ro đến mức tối thiểu. Tôi hiểu rồi, tiền bối ý ngài thế nào? Nếu nhạc công đại nhân đã nói như vậy, tôi sẽ hợp tác với ngài. Chính xác, tôi nghe nói việc này để tài trợ và chữa trị cho những người bệnh. Chỉ cần lý do đó thôi, chúng cũng đủ để chúng tôi tham gia rồi. Nhạc công đại nhân cô ấy thật tốt bụng. Món xào cũng là do nhạc công đại nhân sáng chế ra. Nhạc công đại nhân thật tuyệt vời. Cảm ơn mọi người. Ha ha, họ không biết rằng ý tưởng trao đổi thương mại cũng là từ nhạc công đại nhân. Và cả việc người biết cách để có thể trồng trọt trên đất cát của sa mạc nữa. Nếu họ biết, chắc chắn họ sẽ quỳ xuống và thờ phụng chủ nhân. Ta chỉ làm hết sức của mình thôi. Điều có thể thay đổi được sa mạc chính là những người dân ở đây và vị đại vương vô cùng quan tâm tới con dân của mình. Trong mắt tôi, chủ nhân chính là một nữ thần. Ai đấy? Bỏ ra đây. Anh đã quên mất tôi là ai rồi à? Cậu là ai? Cậu muốn gì hả? Tôi là người đã bốc thuốc cho anh đấy, đồ vô ơn. Vậy ngươi tới đây là vì điều gì? Thưa nhạc công đại nhân, ngài dược sĩ áo đen muốn gặp cô. Mời vào. Chúng ta lại gặp nhau rồi, nữ thần. Mấy kẻ này là ai? Có kẻ thuê ngựa chợ đen để giết cô, người đó đã yêu cầu họ giết và hủy hoại gương mặt của cô. Nhưng cho dù là ngựa chợ đen thì cũng nằm trong bàn tay của thần, đó là lý do tại sao cô không hề hấn gì, còn bọn chúng thì quỳ ở đây. Vậy ngài chính là người đã cứu tôi, thật cảm ơn. Nhưng tại sao ngài? Tôi đã nói cô là một nữ thần, nhưng chẳng qua cô chưa phát hiện ra, nhưng thần đã sắp xếp mọi thứ. Lại đây đi. Hãy đến đây để có thể thừa hưởng hào quang của thần với tôi. Chúng ta sẽ tạo ra một thế giới bất diệt. Ngươi không phải là một dược sĩ bình thường. Ngươi là ai? Mục đích của ngươi là gì? Đúng vậy, ta không phải là một dược sĩ bình thường. Và cô cũng không phải là một nhạc công bình thường, phải không? Ta đoán rằng ngươi có thể khiến các thương nhân sẵn sàng giao thực phẩm trên thành đại lý. Không thể nào là người vô danh tiếu tốt ở Hạo Quốc được, đúng không? Nhân tiện ta rất thích các món xào. Hạ Quốc, ngươi sai rồi, ta tình cờ bị đại vương bắt đến đây. Đại vương đã quyết tâm thay đổi sa mạc, vì vậy ta chỉ có thể nói với ngài ấy những biện pháp ở đất nước của ta. Mọi ý tưởng đều là của ngài ấy. Tên đại vương đó có thể rất mạnh, nhưng bộ não của hắn không lại nhanh nhạy chút nào. Nếu không có cô, hắn chỉ có thể đi cướp bóc khắp nơi thôi. Anh ta và đại vương. Ta tin ở Hạ Quốc cũng có không ít kinh nghiệm truyền thụ tôn giáo, đúng không? Cô đã giúp hắn ta rất nhiều, nhưng cô chẳng được gì cho điều đó cả. Sao cô không thử hợp tác với tôi? So với đại vương ta có thể nhiều lợi thế hơn. Gì cơ? Nỗi kinh hoàng. Vì ta là sứ giả của thần nên các tín đồ được tôn kính ta. Thậm chí nếu ta bảo họ xuống địa ngục họ cũng sẽ không do dự. Nhìn người dân trong thành này xem, họ có tôn kính đại vương không? Cô đến từ Hạ Quốc, cô nên hiểu rõ về giá trị và vị trí của bản thân. Đúng vậy, quả thực mình đến từ Hạ Quốc, nhưng là Hạ Quốc của hàng ngàn năm sau. Ta sẽ không hợp tác với ngươi. Ta khuyên ngươi trước khi làm điều gì thì hãy nghĩ đến hậu quả của nó. Đại vương có lý do riêng của mình để xóa bỏ niềm tin vào thần Enos. Thật đáng tiếc, với sự khôn ngoan và vẻ đẹp của ngươi, ngươi chính là người phù hợp nhất. Nhưng ngươi yên tâm đi, với phước lành của chúa ta sẽ không làm sao đâu. Ồ đúng rồi, ngươi muốn làm hại người lần. Ngươi muốn làm hại ngươi lần này là Cao Địa Vương Phi. Có vẻ như sự ưu ái của đại vương đã khiến ngươi có thêm nhiều rắc rối. Cao Địa Vương Phi. Đối với những linh hồn bị vấy bẩn này, ta sẽ lấy chúng đi. Để ta khuyên ngươi điều này, tên đại vương đó sẽ không bao giờ tin tưởng bất kỳ ai. Khi đã lợi dụng xong, hắn sẽ không thương tiếc mà vứt bỏ ngươi đi giống như đại phi vậy. Hắn ta biến mất rồi. Nhạc công đại nhân, chuyện gì vừa xảy ra vậy? Tại sao tôi không nhớ gì?
Hắn ta có thể xóa bỏ phần ký ức đó sao? Quả thực đúng là một người đàn ông không hề đơn giản. Không có gì, đi thôi. Hạ Hiên đã trở về Bình An ư? Mấy tên ở chợ đen làm ăn kiểu gì vậy? Vương Phi xin người hãy bớt giận. Nô tỳ nghe nói những kẻ này đều đã biến mất một cách bí ẩn. Ngay cả những kẻ đứng đầu ở chợ đen cũng không biết đã có chuyện gì xảy ra. Họ không dám nhận tiền của chúng ta nữa. Ả ta chỉ là một nhạc công. Thưa Vương Phi, sao chúng ta phải làm gì? Chờ đợi. Chúng ta có thể giết ả ta sau khi ả bị đại vương ruồng bỏ. Đại vương. Đại vương. Nàng tỉnh rồi sao? Đi theo ta, ta sẽ cho nàng xem một thứ vô cùng thú vị. Hả? Cái gì? Rồi nàng sẽ biết. Đại vương đi cẩn thận à. Đó là chợ thần hy, nó đã hoàn thành rồi sao? Chính xác. Ta sẽ biến tất cả điều ước của nàng thành hiện thực. Nhìn đi, đó là khu vực buôn bán lương thực như nàng mong muốn. Còn chỗ đó là nơi buôn bán gia súc và lạc đà. Và đây là hương liệu và đồ trang sức. Vàng, bạc và cá sắt đều có khu vực riêng của chúng. Và chỗ đó. Hả? Có chuyện gì vậy? Vậy còn cái này, tại sao họ lại bị nhốt? À cái đó, bọn chúng là nô lệ sẽ được đem ra bán. Có tổng cộng 8.000 nô lệ đã được sử dụng trong quá trình xây dựng thương nghiệp chợ đều bị đem ra chợ bán. Như vậy ta có thể thu về phí xây dựng rồi. Buôn bán nô lệ là vụ lợi nhất. Lúc bắt thì không cần tiền. Cho dù ta dùng tiền để mua bọn chúng, dùng xong rồi bán lại cũng không lỗ. Đại vương, nếu ta yêu cầu ngài xóa bỏ việc buôn bán nô lệ trên sa mạc này thì ngài sẽ làm gì? Hả? Hả? Sao nàng lại nói vậy? Nàng nghiêm túc sao? Đại vương, để phát triển sa mạc, việc bãi bỏ chế độ nô lệ là chuyện cần thiết. Nhưng luật lệ nói rằng kẻ ngoại tộc là tội nhân và tội nhân nên được xem là nô lệ. Nàng đừng để ai biết chuyện này, nguy hiểm lắm đấy. Quên nó đi, đi thôi. Đại vương, đủ rồi, chúng ta bắt buộc phải làm theo luật lệ. Và đây là sa mạc không phải hảo quốc. Đừng cố gắng sao chép tập tục của hảo quốc mà hãy tạo ra một sa mạc mới. Đại vương, ngài không muốn nghe lý do vì sao ta đề nghị bãi bỏ chế độ buôn bán nô lệ sao? Đó là điều không thể. Đi ăn trưa thôi. Vậy ta cũng không thể thay đổi ngài sao? Chợ thần y sẽ được khai trương vào ngày đầu tiên của tháng sau. Sau đó chúng ta sẽ mua một lượng lớn hàng hóa. Ta hy vọng ngươi có thể đảm bảo chất lượng của chúng. Xin ngài đừng lo lắng, chúng tôi sẽ không làm ngài thất vọng. Đa tạ đại vương. Nghe đây, kể từ bây giờ ta sẽ miễn thuế cho 3 ngày đầu tiên của mỗi tháng. Vâng, đa tạ ngài, đại vương. Chúng tôi chắc chắn sẽ dâng lên ngài những tấm lụa thượng hạng nhất và những viên đá quý tinh tế nhất và những hậu gái nô lệ xinh đẹp nhất. Giảm thuế làm tăng sự hăng hái mà Hạ Hy đã nhắc đến sao? Đó có vẻ hiệu quả đấy. Ồ, Hạ Hy, đại vương, nhà công đại nhân. Nhờ có nhà công đại nhân mà chợ Trần Hy đã được thành lập. Sau này lại đến đây, chúng ta đã gần hoàn thành xong. Đêm qua ta đã viết cho người cái này, xin hãy xem qua. Ta vẫn phân vân là chợ Trần Hy không nên buôn bán nô lệ. Cái gì, cô ta muốn hủy chợ nô lệ sao? Vậy còn hàng của tôi thì sao? Ta cần nói chuyện với nàng ấy, các người có thể đi. Làm sao nàng có thể nói như vậy trước mặt họ? Đối với người ngoài, sự coi thường bộ luật là một tội nghiêm trọng. Cũng may là nàng không nói đến việc bãi bỏ chế độ nô lệ. Đại vương, cho dù ta phải trả giá cho việc làm này, ta cũng mong người quyết định đúng đắn. Để phát triển kinh doanh và trồng trọt, chúng ta chắc chắn phải có đủ người tự do để làm lực lượng lao động. Tại sao lại không sử dụng nô lệ? Nô lệ không hề quan tâm đến hiệu quả và cải thiện, nếu vậy sẽ không hề có sự phát triển. Bên cạnh đó, với sự tăng cao giao thương với các người khác, với các nước khác, những định kiến về nô lệ sẽ bị ảnh hưởng. Sau đó sẽ tốn rất nhiều tiền bạc và thời gian để bắt giữ bọn họ. Vậy tại sao không bãi bỏ chế độ nô lệ chứ? Đây là một số chi tiết về điều đó, xin ngài xem qua. Đại vương. Đại vương, luật lệ đã dùng biết bao xương máu để viết nên, ta không thể phó bỏ nó được. Nhưng ngài, những ngày tới, đừng rời khỏi cung điện. Và ngày đầu tiên của tháng tiếp theo ta sẽ dẫn nàng đến lễ khai mạc chợ Trần Hy. Đại vương! Đừng bướng bỉnh nữa. Trong tương lai nàng sẽ là thành vương phi của ta. Và chúng ta sẽ thưởng thức những món ăn ngon cùng nhau. Như vậy không phải rất tuyệt vời sao? Ta ăn xong rồi. Nhà công đại nhân sao người ăn ít vậy? Đã 3 ngày rồi đại vương không triệu tập người, cũng không cho người ra ngoài, có chuyện gì sao? Ngài ấy không muốn ta làm một vài chuyện thì không làm thôi. Tôi nghe nói là vì người đề nghị bãi bỏ chế độ nô lệ. Chỉ cần nhà công đại nhân không sao, xả bà dịch không cần tự do. Điều này không phải dành cho mình ngươi thôi đâu. Mang những thứ này đi. Vâng.
Tôi không biết vì sao cô lại cố chấp như vậy khi cô có thể thỏa hiệp. Điều đó không phù hợp với nhiệm vụ. Mình đã nói mình sẽ giúp vương quốc của anh ta trở nên tốt đẹp hơn so với tương lai của hàng triệu người, được và mất của cá nhân mình không là gì cả. Lần trước mình đã nhìn thấy hào quang nữ thần từ Hạ Hy, năng lượng nữ thần thực sự bắt đầu trỗi dậy bên trong cô ấy sao? Hạ Hy, cô có trong đó không Hạ Hy? Hạ Hy, cuối cùng cũng tìm thấy cô rồi. Có chuyện gì vậy A Phúc? Đại vương không cho phép tôi rời khỏi cung điện và mở chuỗi cửa hàng. Tôi phải làm gì với số trang sức mới của tôi đây? Tại sao đại vương lại làm vậy với cô? Tôi không biết, có thể là do ngài ấy không ăn được các món xào nên ngài ấy không cho phép ai ăn nó. Tâm trạng đại vương đang không tốt sao? Ngài ấy thích nhà hàng xào của tôi lắm mà. À phải rồi, phương nào cũng bị ngài ấy khiển trách, ngay cả người hầu của cô ấy cũng không được phép ra ngoài. Có chuyện gì với đại vương thế? Có ai đó đánh bại ngài ấy trong môn vật tai sao? Trang sức của tôi. Chỉ sợ là cô vì tôi mà bị liên lụy. Hả? Ta sẽ kể cho cô nghe về chuyện đó. Đại vương nói tôi hãy từ bỏ ý định này đi, nhưng tôi từ chối. Vậy ra là vì chuyện nô lệ, cô đúng là ghen to bằng trời. Cô nghĩ vậy sao? Không hẳn, thật ra tôi nghĩ cô có lý của mình. Nên nếu tất cả người làm trong tủ đếm của tôi là nô lệ thì nó sẽ không thể nào vận hành tốt được, ngay cả khi những nô lệ bị đánh. Ừ, vì vậy tôi đã làm theo những gì cô nói. Tôi không chỉ trả lương cho người làm mà tôi còn thưởng thêm cho họ. Bây giờ mọi người đều tìm cách để việc kinh doanh phát triển hơn. Đúng rồi, nhưng đại vương không muốn đọc đề nghị của ta. Cô không thể trách đại vương được, ngài ấy có vô số nô lệ ở thành đại lý này. Nếu ngài ấy đồng ý trả tự do cho các nô lệ thì các quý tộc khác cũng sẽ không đồng ý. Tôi nghĩ về những gì mà cô nói, vì vậy tôi cần tìm cách thực hiện nó từ từ. Bây giờ mọi người đều biết điều mà tôi nghĩ. Vì vậy tôi nghĩ là đại vương giam lỏng tôi cũng là để bảo vệ tôi. Là vậy sao? Ha ha, tôi cũng nghĩ vậy. Đương nhiên rồi, ngài muốn tôi sớm quên nó đi. Ha ha ha. Hạ Hy muốn bãi bỏ chế độ nô lệ nên đại vương đang rất tức giận sao? Đúng là quá tuyệt. Chủ nhân, chúng ta nên làm gì tiếp theo đây? Bẩm báo với đại phi. Vâng, nhưng người có chắc chắn không? Chắc chắn, sau lưng đại phi có khá nhiều nhân vật quý tộc năm đó đã phản bội giáo phái đầu hàng đại vương. Nếu Hạ Hy động chạm với họ, ngay cả đại vương cũng không thể bảo vệ á ta. Người muốn tìm ta? Người có biết Hạ Hy, người mà ngươi coi là nữ thần, muốn xóa bỏ chế độ nô lệ? Phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí, nàng ta xứng đáng với sự tín nhiệm của ta. Sao cô ta dám? Cô ta hoàn toàn không có trọng lực lệ. Sao người lại bất mãn với chuyện đó? Ta muốn giúp nàng ấy thực hiện điều đó. Sao ta lại không thể nghĩ đó là một ý hay? Người giúp gì? Người nói gì giúp cô ta? Dì thân mến của ta ơi, dì là đang giả vờ như không biết hay sao? Mục đích của chúng ta là lật đổ người đàn ông đang trị vì đất nước này. Nếu hắn ta nghe theo Hạ Hy và xung đột với các quý tộc khác, không phải nó rất tốt cho chúng ta hay sao? Vậy bây giờ chúng ta không thể làm gì Hạ Hy sao? Tất nhiên, Hạ Hy là chìa khóa trong kế hoạch của ta. Ta sẽ cho hắn đếm trải sự phản bội của người phụ nữ mà hắn yêu quý một lần nữa. Hạ Hy thực sự là nữ thần sao? Dì nghi ngờ ta chỉ nói bừa sao? Không không, ta là người thừa kế dòng máu thuần khiết nhất của các vị thần, không giống như dì kẻ phản bội các vị thần. Dì phải tin ta, cô ấy là nữ thần. Ta có linh cảm, cô ấy không phải là người thường. Ta đã gửi người tới Hạ Quốc để điều tra về cô ấy. Vậy tiếp theo nên làm gì? Việc bãi bỏ chế độ nô lệ đã gây ra sự rạn nứt giữa cô ấy và người đàn ông đó. Ta sẽ thuyết phục cô ấy. Dì từng là nữ thần trước đây, chắc hẳn dì hiểu rõ cảm giác nhận được sự tôn kính của hàng vạn người. Ta sẽ ban cho cô ấy quyền hạn và sức mạnh to lớn. Ta chắc chắn cô ấy sẽ rất hứng thú. Ta cũng nghĩ vậy, nhưng ngươi nói cô ta không phải là người thường. Kể cả khi cô ấy không phải là người thường, cô ấy cũng không thể nào có khả năng kiểm soát Hạ Quốc đâu nhỉ. Tiếp tục thêm dầu vào lửa đi, còn lại cứ để ta lo. Được rồi. Nàng ấy đang làm gì vậy? Đại vương, nhạc công đại nhân đang chơi đùa với cát. Cái gì? Nàng ấy đang chơi với cát? Vâng, nhạc công đại nhân cho người đào đất ở ngoài thành đại lý để nghiên cứu thành phần đất. Ta hiểu rồi, ta từng nghe nàng ấy nói trước đó. Nàng ấy thực sự rất bướng bỉnh, nàng ấy không thể nhượng bộ sao? Thưa bệ hạ, thần có nên gửi lời tới nhạc công đại nhân không? Quên nó đi. Thật ra thì đề nghị của nàng ấy cũng rất có lý. Nhưng quý tộc đồng ý, ngay cả ta. Thật sự phải bỏ chế độ nô lệ sao? Nhưng luật lệ. Có tin xấu, đại vương, đại vương. Có chuyện gì? Các quý tộc ngoài đang tụ tập bên ngoài cung điện, họ yêu cầu ngài giao Hạ Hy ra. Cái gì? Đưa ta ra, đưa người đàn bà đó ra. Thiêu chết cô ta, đúng đó, đưa ả ta ra đi. Cầm miệng, các ngươi cho rằng ta không dám giết các ngươi sao? Đại vương,
Đại vương Hạ Hy rất xem thường luật lệ nên trừng trị cô ta thật nghiêm khắc. Luật lệ, luật lệ, luật lệ thì không thể thay đổi sao? Đại vương, quên chuyện luật lệ đi, Hạ Hy là người phụ nữ của ta, các người cũng có tư cách xen vào. Nếu kẻ nào dám làm ầm ĩ lần nữa ta sẽ vặn cổ kẻ đó, đuổi bọn chúng ra khỏi đây. Vâng. Đại vương, bọn họ đã đi rồi. Vậy thì ngài thật sự sẽ bãi bỏ chế độ nô lệ sao? Thần vừa tiết kiệm được đủ tiền để mua một vài nô lệ, ngươi nghĩ chỉ mình ngươi thế thôi sao? Ta ghét bị đe dọa. Một rừng không thể có hai sói, một con chó hoang không thể làm ảnh hưởng đến quyết định của vua sói. Vậy chỉ có những con sói cái mới có thể gây ảnh hưởng đến những con sói được sao? Cút! Hạ Hy, ta có thể tin nàng không? Nhạc công đại nhân hằng đêm đều xem cát đến tận nửa đêm, đại vương đã lâu rồi không chịu tập ngày ấy cũng không biết. Ai? Đại vương, ngày đây làm gì ở đây vậy? Ta chỉ là đi ngang qua đây và muốn xem nàng đang làm gì thôi. Nàng đang nghiên cứu cát à? À, nhân tiện ta đã nói với các quý tộc là ta muốn thay đổi luật lệ. Đại vương ngài, tại họ bắt ép ta trừng phạt nàng. Nàng không muốn nhượng bộ thế thì tại sao không giúp ta suy nghĩ ra cách nào để thay đổi được luật lệ sa mạc? Ngài đọc đề xuất của ta rồi sao? Ta tin nàng. Ngay cả khi phụ mẫu anh em và cả người yêu có thể phản bội ta, nhưng ta không nghĩ nàng có bất kỳ lý do gì để phản bội ta cả. Ta sẽ làm bất cứ thứ gì cho ngài, thưa đại vương. Vậy tiếp theo nên làm gì? Chúng ta không cần làm gì cả. Hả? Vấn đề này quá lớn, chúng ta không thể vội vàng được. Bây giờ ngài đã lên tiếng việc đó, đây là một cơ hội tốt để tìm xem mấu chốt họ quan tâm ở vấn đề này là gì. Chúng ta có thể, ta nên dạy cho bọn họ một bài học. Nhưng bây giờ chúng ta tốt hơn nên làm theo kế hoạch của nàng. Ta sẽ không làm ngài thất vọng. Hạ Hy, nàng biết mọi thứ. Nếu ta tin vào thần thì chắc rằng ta đã nghĩ nàng là nữ thần rồi. Trên đời này thần không hề tồn tại. Mọi thứ ta biết đều đến từ những kinh nghiệm đúc kết lại thôi. Nàng nói đúng, trên đời này làm gì có thần chứ. Người đàn ông đó nói trước đám quý tộc rằng hắn ta làm theo hướng dẫn của Hạ Hy để sửa đổi luật lệ sa mạc. Tuyệt. Vậy chúng ta đã đến lúc ta gặp Hạ Hy rồi. Ta sẽ bị lộ nếu như sắp xếp cho ngươi cuộc hẹn. Ngươi có thể thuyết phục Hạ Hy sao? Trước đây ta chỉ nắm chắc 70%, nhưng bây giờ thì nàng ta sẽ phục tùng chúng ta khi thấy thứ này. Tuyệt vời. Tối qua đại vương đó đây đến khuya. Điều đó cho thấy đại vương vẫn rất yêu người. Đại vương và ta chỉ bàn về công việc thôi. Vâng. Nhạc công đại nhân, người có ở đây không? Cô là nhạc công đại nhân, đại vương phi mời người tới cung điện một chuyến. Đại phi có nói vì sao không? Ta có cần mang theo gì không? Tháng sau là sinh thần của đại vương, đại phi muốn thảo luận với người về âm nhạc trong buổi tiệc. Sinh thần của đại vương, ta sẽ mang đàn tam thập lục. Đại phi, nhạc công đại nhân đã đến. Vào đi. Đại phi. Người lui được rồi. Vâng. Hạ Hy, cô bị đại vương cướp về đây, cô có ghét ngài ấy không? Việc này, câu hỏi này có, tôi có thể thích nghi với hoàn cảnh. Hiện tại đại vương đã cho tôi làm nhạc công, chuyện quá khứ đó không còn quan trọng. Hạ Hy có vẻ rất trung thành với đại vương, ta có thể thuyết phục cô ta không? Đại phi. Ta chỉ là đại phi để tái phát bệnh cũ. Dự sư áo đen, sao người đã ở đây? Vương phi tái phát bệnh cũ dạo gần đây nên gọi ta đến chữa trị, ta sẽ kêu người vào hầu hạ bà ấy. Đừng lo, đại phi chỉ cần ngủ một giấc là khỏe thôi. Ta cần sự trợ giúp của cô. Ta rất biết ơn người đã giúp ta, nhưng đại phi cần người chăm sóc, hãy nói chuyện đó sau đi. Cô không nên gạt bỏ ta, cô là nữ thần, ta là thần, chúng ta rất xứng đôi. Ta sai rồi, ta cứ tưởng đại vương sẽ cầm tù cô trong cung điện của hắn, sau khi lợi dụng cô những gì hắn đã làm với người phụ nữ khác. Ta không ngờ hắn lại đứng lên vì cô, đó là lý do cô trung thành với hắn. Rốt cuộc ngươi muốn gì? Việc ngươi xuất hiện ở đây không phải là một sự trùng hợp. Ta đã nói ta chỉ muốn giúp cô, muốn cô giúp ta một chút, sau đó ta sẽ biến cô thành người phụ nữ cao quý nhất Trường Giang. Ta không hứng thú. Thật sao? Hãy nhìn thứ này. Đây là... Đây là... Bức họa này được vẽ với một họa sĩ nổi tiếng từ Hạ Quốc. Nó được đặt làm theo ý của hoàng đế Hạ Quốc. Hắn vẽ tổng cộng 2 bức, một cho nhà vua, bản còn lại do hắn giữ. Người của ta đã rất vất vả mới lấy được nó. Nhân vật trong bức tranh quen lắm phải không? Hả nhạc công? À không, nữ thần mới đúng. Nữ thần phi tiên. Bị hả?
Ta đã nói chúng ta là cùng một loại người. Ta nghe nói hoàng đế hảo quốc muốn xây cung điện cho cô. Thật không biết cô đã mê hoặc hắn thế nào. Ngươi không biết sao? Người ta phái đi chỉ tìm ra danh phận cô. Thật không dễ để tìm hiểu về hoàng đế hảo quốc. Nhưng ta đoán phương thức của cô cũng giống của ta. Thế tại sao ngươi lại cho ta xem bức tranh này? Ta không quan tâm đại vương phi có quan hệ gì với ngươi. Nhưng ngươi cố ý để vương phi đợi ta đến đây. Ngươi không sợ ta sẽ nói cho đại vương biết? Vậy ta sẽ nói với hắn. Cô là nữ thần của Enos. Cái gì? Cô được biết đến là nữ thần ở Hạ Quốc và ta có cách chứng minh mối quan hệ giữa cô và thần Enos. Hắn ghét nhất là nữ thần của Enos. Cô đoán xem hắn sẽ làm gì khi phát hiện ra thân phận của cô. Chắc cô không biết hắn căm thù thần Enos thế nào đâu. Tất cả tu sĩ bao gồm cả kế mẫu của hắn đều bị người của hắn chém chết. Chỉ có Đại Phi còn sống sót. Tất nhiên, lòng căm thù đó không tự nhiên mà có. Năm đó bão cát hoành hành ở sa mạc liên tiếp 30 ngày. Chính kế mẫu hắn, một trong hai nữ thần là người đã đem chỉ dụ của thần cho tiên vương. Bà ấy thuyết phục tiên vương hiến tế mẹ hắn, người phụ nữ cao quý nhất sa mạc trước cơn bão cát. Sau đó nữ thần ấy trở thành đại vương phi, sinh ra một tiểu vương tử cho tiên vương. Tiểu vương tử ấy rất sùng đạo, hắn đã gần như có được ngai vàng và cướp đi người phụ nữ đại vương yêu. Vì vậy hắn rất ghét điều này. Người chính là vị hoàng tử đó. A Cổ Lệ đã chết vì ngươi. Tại sao đại vương lại không giết ngươi? Vì cha ta đã bắt hắn thề đời này không được làm hại ta. Do đó hắn giam ta trong sa mạc và lăng nhục ta. Ngươi trở lại để báo thù. Đúng vậy. Ta muốn lấy lại những thứ thuộc về ta. Phụ thân muốn ta thừa kế ngai vàng. Ta mang dòng máu của thần. Hắn là cái thá gì? Ta sẽ báo thù cho mẫu thân. Mẫu thân ngươi giết mẫu thân ngày ấy trước cơ mà. Mẫu thân hắn quá già để làm nữ hoàng rồi. Giờ ta đã nói hết với cô nên biết mình không còn lựa chọn khác. Hắn sẽ không tha cho bất cứ nữ thần nào. Đại vương, ngươi muốn ta làm gì? Ngươi muốn ta làm gì? Rất đơn giản. Tiếp tục làm điều mà cô muốn, bãi bỏ chế độ nô lệ. Hạ Hi đâu rồi? Về rồi. Sao ngươi lại để cô ta đi? Ngươi đã nói gì với cô ta? Chỉ là một chuyện quá khứ thôi. Nhân tiện cô ấy đã biết ta là ai rồi. Cô ta đã biết? Đúng. Cô ấy có thể đoán được sự thật chỉ qua một vài từ. Không hổ là người phụ nữ tôi nhìn trúng. Xong rồi, ta phải làm gì đây? Đại vương nhất định sẽ không tha cho ta. Đừng lo, cô ấy sẽ không nói với hắn đâu. Người đã thuyết phục được cô ta. Nếu Hạ Hy đứng về phía chúng ta, cơ hội chiến thắng của chúng ta sẽ nhiều hơn rồi. Nhân tiện, người vẫn có hắc độc. Phải không? Chỉ cần cô ta cho một ít vỏ thức ăn của đại vương. Không, dùng độc thì nhàm chán quá. Ta sẽ cho hắn nếm thử hương vị của sự phản bội. Và sau đó để hắn chết dùng đau đớn. Nhạc công đại nhân, ngài đã trở về. Đại phi có gây khó dễ cho ngài không? Đại phi mời ta sáng tác nhạc cho sinh thần của đại vương. Ta cần sự yên tĩnh để sáng tác, đừng để ai làm phiền ta. Vâng. Chỉ cần hắn kích động dư luận, bọn quý tộc sẽ không ngần ngại đứng về phía ta. Và sau đó chúng ta sẽ... Đừng lo, ngay sau khi đó ta sẽ nói cho tất cả mọi người rằng cô là nữ thần. Không ai có thể làm gì cô cả. Ta sẽ cho cô thứ mà hắn không thể cho cô. Cô sẽ là đại phi của ta. Ta hiểu rồi. Vậy đây là mẫu hình mà ta phải trở thành. Một con hồ ly tinh sao? Cô định làm thế nào? Hắn không phải mục tiêu của chúng ta. Không có tác dụng gì khi trở thành đại phi của hắn. Chưa chắc đâu. Ý cô là sao? Cô bị hắn thuyết phục rồi. Nếu cô không chinh phục được đại vương của sa mạc, cô sẽ chết. Phải, mục tiêu của ta là đại vương của sa mạc. Ha, cô không định. Nhiệm vụ mới. Nhiệm vụ công lược đại boss của thế giới vua sa mạc. Mục tiêu kế hoạch vua của sa mạc. Tôi đã tìm thấy lỗ hổng trong hệ thống. Mục tiêu là vua sa mạc. Điều đó có nghĩa là cho dù đó có là ai đi chăng nữa, miễn rằng hắn ta là vua của sa mạc, hắn có thể giúp tôi hoàn thành nhiệm vụ. Ta không có tâm trạng để nghe hèn hạt đâu. Dĩ nhiên thần nghĩ người nên làm điều gì đó cho dân chúng. Thấy các quý tộc có động thái gì trong hai ngày này không? Ta vừa nói sẽ cấm việc buôn bán nô lệ thì bọn chúng làm loạn cả lên. Bây giờ bọn chúng hận nhất là nàng đấy. Hôm nay có một bộ lạc dân cho ta 12 nhạc công đấy. Mục đích của bọn họ quá rõ ràng là không muốn ta nghe nàng đàn nữa. Họ sẽ không làm được đâu. Đúng đấy, bây giờ không phải rất tốt sao? Nàng đã nói với ta là không nên làm gì. Và xem xét cẩn thận, bây giờ chưa phải lúc để làm những điều đó. Còn các nô lệ thì sao? Phản ứng của họ ra sao khi biết được tin này? Nô lệ, họ bị ảnh hưởng gì ạ? Xem là đại vương vẫn chưa nhìn ra tầm quan trọng của nô lệ rồi. Không sao, để ta sẽ giải quyết việc này. Nàng tự giải quyết đi. Tiếp theo chúng ta vẫn làm theo kế hoạch chứ.
vì không buôn bán nô lệ, người cứ làm theo kế hoạch là được, thì đất nước sẽ ngày càng thịnh vượng. Hạ Hi, đại vương, nếu trước đây có ai đó nói với ta thế giới này có một người như nàng, ta sẽ không tin hắn. Chỉ có nàng mới có tư cách từ chối là một trong bảy phi tần của ta thôi. Đại vương, ta chỉ muốn ở bên cạnh người mà ta yêu thôi. Nàng đã đúng, nếu có một ngày đất nước này trở nên thịnh vượng như nàng nói, không biết có thể. Cái gì? Ta sẽ không nói bây giờ, đây là một điều bất ngờ cho nàng. Vậy thì đa tạ đại vương. Bẩm đại vương, các sứ giả muốn gặp người. Sinh thần của ta sắp đến rồi, sứ giả của các nước đáng gì đã đến đây trong hai ngày này, ta phải xem thử thôi. Xin cáo lui. Thưa nhạc công, đại phi muốn biết người đã viết xong bài nhạc cho đại vương chưa? Đây này, hãy đưa cho đại phi. Vâng, thưa nhạc công. Kế hoạch xóa bỏ chế độ nô lệ. Đây còn phải là các bước để xóa bỏ chế độ nô lệ hay sao? Cô ấy thật đúng là đã đứng về phía chúng ta. Điều này đúng hay sai đây? Đại phương. Tuyệt vời! Với cái này sẽ không còn quý tộc nào ngần ngại nữa. Cái này là thật sao? Tất nhiên rồi. Nếu ta không để Hạ Hi rút thuốc để việc bãi bố nô lệ, thì làm sao ca ca ngu ngốc của ta lại đẩy các quý tộc về phía ta? Sao? Đến lúc này rồi không lại không nhẫn tâm nữa à? Đừng quên ta là cháu trai của dì, hắn chỉ đang lợi dụng dì mà thôi. Hắn đã cho dì cái gì ngoài cái danh phận đại phi kia chứ? Bên cạnh đó ta chính là người duy nhất có thể giải được chất độc trong máu của dì. Hối hận vì đã để ta vào cung chữa trị rồi sao? Không phải, ta chỉ sợ sẽ xảy ra sai sót. Có Hạ Hi ở phía chúng ta không có chuyện sai sót. Người định làm thế nào? Liên hợp quý tộc bắt hắn thoái vị. Thoái vị? Dì biết là thanh gươm của phụ vương ta vẫn chưa được tìm thấy chứ? Ta đang giữ nó. Thì đa tiên vương muốn truyền hoàng vị cho ngươi. Tất nhiên. Phụ vương rất yêu ta. Vốn dĩ ta đã trở thành đại vương của sa mạc này. Nếu như phụ vương không mất một cách đột ngột, hắn chắc chắn sẽ không có cơ hội. Ta nghe nói cái chết của tiên vương có liên quan đến tỷ tỷ. Chỉ là do hắn bịa ra mà thôi. Mẫu thân sẽ không làm như vậy. Bà ấy sẽ không bao giờ. Đại vương, người không sao chứ? Không sao, chỉ là gặp ác mộng thôi. Ta mơ thấy ta đã giết hoàng đệ. Ồ, tên phản tặc đó à, không phải hắn vẫn đang bị giam cầm sao? Nếu đại vương muốn giết hắn, thật sẽ đi giết hắn ngay bây giờ. Dừng lại, ta đã hứa với phụ vương sẽ không động đến nó. Ngài thật rộng lượng đại vương, chính mẫu thân hắn đã giết tiên đế. Đi đến chỗ của đại phi. Hả, bây giờ sao? Đêm đã khuya, đại vương đến không đón tiếp cẩn thận, xin người thứ tội. Người có thể lui ra. Vâng. Năm đó khi ta rời đi sau khi nói chuyện với phụ vương, ông ấy đã qua đời đột ngột và nhanh chóng được hỏa táng. Ta đã nói với những người khác rằng người phụ nữ đó đã sát hại ông ấy, và đó cũng là lý do duy nhất ta có thể nghĩ đến. Ta cũng chưa từng hỏi người, bà ta thực sự đã làm vậy sao? Ta không biết, nhưng tỷ tỷ giỏi về dùng độc. Vậy à? Phụ vương, người đã hứa với mẹ con sẽ biến sa mạc thành mảnh đất màu mỡ cơ mà. Nhưng những gì người làm bây giờ không phải là điều người đã hứa. Hay, mọi chuyện không còn như trước nữa, thần. Thế giới này làm gì có thần? Người dân đều tin vào thần. Tất cả chỉ là trò lừa bịp. Cố Lam đã nói hết cho con rồi. Nữ thần bóng tối Cố Lam, cô ấy đứng về phía con. Phụ vương, người muốn dung túng cho bọn chúng đến bao giờ? Người dân ở ngoài sa mạc đang chết dần chết bọn như mẫu thân của con. Quá muộn rồi. Không muộn chút nào. Nếu người đưa cho con bảo đao chân lý, con sẽ giết chạch. Con sẽ giết sạch chúng cho người. Nó cũng là con trai của ta. Vậy thì con sẽ tha cho nó. Con sẽ tha cho nó. Ta muốn con thề với linh hồn của mẫu thân con rằng con sẽ không làm hại nó. Con thề. Vì những người dân của sa mạc. Phụ vương, con về trước đi. Ta cần phải suy nghĩ thêm. Sáng mai sẽ trả lời con. Vâng. Đại vương qua đời rồi. Người đến lại di mệnh. Lập nhị vương tử làm vương. Đại vương, đại vương. Hả? Nàng nói tiếp đi. Ta nói xong rồi. Hôm nay ngày cứ thẫn thờ mãi. Tối qua ngày mất ngủ sao? Tối qua không có gì. Nàng nói xem, chúng ta sẽ thành công chứ? Tất cả những gì ngài làm đều là vì sự phồn vinh của sa mạc này. Cho dù khó khăn chỉ cần trên dưới đồng lòng thì đều có thể vượt qua. Ừ. Người đâu? Truyền lệnh của ta, hội nghị sẽ tổ chức vào 3 ngày sau. Ta sẽ thay đổi luật. Hạ Hi, Hạ Hi cuối cùng cũng tìm thấy cô. A Phúc, có thật là đại vương sẽ tổ chức hội nghị thay đổi luật lệ thánh bia hay không? Họ nói là cô đã đề nghị đại vương làm việc này, là thật sao? Sao cô lại đến đây? Không phải đại vương đã đưa ra 7 vương phi ra ngoài thành đại lý rồi sao?
ở trong cung điện mãi cũng chán ta, chứ có phải Phương Na đâu. Hạ Hi, cô có nghĩ đám quý tộc sẽ phản đối kế hoạch của đại vương không? Chúng ta sẽ sớm biết ngay thôi. Nhân tiện đừng la cà trong cung nữa, ngụy trang rồi đi theo tôi. Tiếc, nếu như tôi buộc tóc và ăn mặc như hầu gái thì chắc cũng có ai nhận ra đâu. Mà nhắc tới người hầu, xả giá ba dịch, người hầu luôn đi theo cô đâu rồi? Tôi nhờ anh ta đi làm một số việc rồi. Được rồi. Một lúc sau, nhạc công đại nhân, đại vương yêu cầu ngài tham dự hội nghị tại Thánh Bia. Hả? Cuối cùng cũng bắt đầu rồi sao? Đã, tại sao người phải đưa tin? Đại vương có được bảo vệ tốt không? Bẩm nhạc công đại nhân, bây giờ đại vương tuyệt đối an toàn, ngã cử tôi đến đây để hộ tống người, phòng trường hợp có kẻ quý làm hại người. Tốt rồi, đi thôi. Vâng. Xa tộc đã hưng thịnh nhờ vào các luật lệ này. Từ 300 năm trước, đã đến lúc phải thay đổi. Hôm nay ta sẽ sửa đổi luật lệ bãi bỏ chế độ nô lệ, kẻ nào tán thành, kẻ nào phản đối. Ý người là thả tự do cho nô lệ, đại vương. Ý định của vua sói, bọn cáo và chồn sẽ không hiểu được. Ta đang hỏi có bất kỳ ai để phản đối quyết định của ta không? Phản đối, ta cũng là một trong những thành viên của xa tộc. Huết, gu hết, ta sẽ không để người phá hoại truyền thống ấy. Hoài đệ, chắc ngươi không ngờ rằng ta sẽ đến đây để vạch trần bộ mặt thật của ngươi. Để có được vương vị, ngươi đã ra tay sát hại phụ vương và mẫu hậu và giam cầm huynh đệ mình. Cái gì? Thanh gươm được phụ vương truyền lại đang ở đây. Ta mới chính là vua của sa mạc này. Các ngươi đứng đó làm gì? Giúp ta bắt kẻ phản bội gia tộc gu hết lại. Cuối cuộc bắt đầu rồi sao? Có chuyện gì vậy? Người đó không phải là Điệt sư áo đen nổi danh thiên hạ sao? Ha ha ha, người đó chính là giết phụ vương. Không hổ dòng máu của bà ta chảy trong huyết quản của người. Người giỏi đổi trắng thay đen y như bà ta. Các ngươi muốn tạo phản sao? Bảo vệ đại vương. Thanh kiếm chân lý đang trong tay ta, vì thế ta mới là đại vương. Đầu hàng đi, người của ngươi sẽ không thể nào ngăn cản được những thanh kiếm của các quý tộc đâu. Chia một nửa số người bảo vệ, hạ tay. Ha ha ha, ngươi vẫn không biết ai mới là kẻ địch thực sự ư? Nếu như nữ thần không tiết lộ những suy nghĩ bẩn thỉu của ngươi cho bọn ta, thì làm sao ta có thể thuyết phục được các quý tộc đứng về phía ta? Nữ thần. Đúng vậy, Hạ Hy là tân nữ thần Inus. Ta đã nói với ngươi rồi, ngươi sẽ không bao giờ thắng được ta. Trước đây là A Cổ Lệ và bây giờ là Hạ Hy. Tất cả các ngươi sao vẫn còn đứng đó? Cử người đến bảo vệ Hạ Hy ngay. Vâng. Vẫn không chịu chấp nhận thực tế sao? Không quan trọng chờ đến khi ta lấy được đầu của ngươi bằng thanh kiếm chân lý này, ngươi sẽ biết ngươi có kết thúc như thế nào. Lên! Thứ lỗi cho chúng tôi đại vương, chúng tôi sẽ không ngồi nhìn ngài sửa luật đâu. Tốt lắm, hôm nay ta sẽ sửa đổi luật lệ. Ai ủng hộ ta, ai phản bội ta, ủng hộ ta thì lùi xuống. Đây sẽ là cơ hội cuối cùng. Các ngươi sợ à? Hắn ta chỉ là một tên bịp bợm. Các ngươi đứng đó làm gì? Ngay cả người phụ nữ hắn tin tưởng nhất cũng phản bội hắn. Ai... Ta đã phản bội đại vương khi nào? Ở đây chỉ có một đại vương thật sự và không ai có thể thay đổi quyết định của ngài. Ta cũng sẽ chỉ trung thành với ngài ấy. Ý người là sao? Đừng quên thân phận của ngươi. Thân phận của ta? Ta là nhạc công của đại vương, luôn luôn là như vậy. Đại vương? Hạ Hy. Ha ha ha, hoàng huynh được có bản lĩnh khiến cho từng... nữ thần của ta phải phục tùng ngươi. Ngươi không sợ cơn thịnh nộ của trời khi làm điều này ư? Đại phi đã đứng về phía của ta. Đại phi sẽ vạch trần sự thật của thập đại thần linh. Hạ Hy không liên quan đến việc tạo phản. Nàng ấy đã nói hết tất cả âm mưu của ngươi cho ta. Vì vậy cho dù thần linh có tức giận thì cũng nên trừng phạt những cái làm hại mọi người ở đây. Chuyện gì đang diễn ra vậy? Đây là một cái bẫy sao? Hạ Hy, ngươi giả vờ bị ta đe dọa sao? Ta có thể chứng minh thân phận của cô ta. Hôm nay cô ta đã phản bội ta thì ngày mai cô ta cũng sẽ phản bội ngươi. Muốn xá họa cho người khác sao? May mắn thay ta có được sự tin tưởng của đại vương. Ngươi thì sao? Ngươi được dùng mọi cách ép buộc dụ dỗ ta, còn không tiếc hứa cho ta vị trí đại phi, chỉ để hạ bệ uy tín của đại vương. Đáng tiếc ngươi không biết đến viết sách của viết rằng đát kỷ không có kết cục tốt đẹp. Sách gì? Đát kỷ ư? Ngươi có biết vì sao ngươi không thể sánh với đại vương không? Ta là người kế thừa vương vị mà phụ vương đã chọn, và ta mang trong người dòng máu cao quý của thần. Làm sao mà hắn có thể so sánh với ta chứ? Ngươi sai rồi, những gì ngươi đã làm đều là nghĩ cho chính mình. Trong khi đó những việc mà đại vương làm đều là vì lợi ích của mọi người. Đó là hai việc khác nhau. Ta không biết A Cổ Lệ đã nghĩ gì, nhưng nếu ta phải lựa chọn, đại vương chính là lựa chọn duy nhất của ta. A Cổ Lệ?
nàng ấy vừa nhất thời nghĩ không thông. Ngươi! Tốt thôi, ta đã hứa với phụ vương sẽ không tổn hại đến ngươi. Ngươi có thể sống vượt đời còn lại ở thành Hoàng Sơn. Và những người còn lại ta đã cho các người một cơ hội, nhưng... Đại vương, chúng tôi sai rồi, hiệp xin hãy tha tội cho chúng tôi. Ha ha. Ha 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 ha. Ngươi đang cười cái gì vậy? Khi nào ngươi trở lại thành Hoàng Sơn, ngươi có thể cười bao lâu tùy ngươi. Ha, đã đến lúc. Đại vương, đại vương có tin xấu. Có chuyện gì, đã xảy ra chuyện gì sao? Cung điện, cờ đen, lá cờ đen đột nhiên xuất hiện trên cung điện ở bên ngoài thành. Cấp báo, đại vương, các lá cờ đen được xương lên khắp cung điện tạm thời. Lá cờ đen là sự tượng trưng cho cái chết và sự tái sinh, lá cờ của thần linh. Ngay từ thời khắc ngươi cho người đưa bảy vương phi rồi có thành đại lý, ta đã lường trước được. Ngươi thực sự nghĩ rằng ta sẽ ngu ngốc dựa vào đám người này để đối phó ngươi sao? Việc bảy vương phi rời khỏi thành là tuyệt mật, ngươi cải gián diệt trong cung điện. Ráng xem, có lẽ tất cả bọn họ đều là người của ta. Ngay cả khi ngươi có điều khiển bảy vương phi chăng nữa, ta cũng sẽ không bị ngươi đe dọa. Đe dọa? Ta việc gì phải đe dọa một phạm nhân chứ? Người đâu? Bắt hết chúng! Cái gì? Quân đội quốc cao đĩa quốc. Ác chủ bài trong tay ta không phải là bọn quý tộc dễ bị lừa như cừu kia. Đã một thời gian dài ngươi không tập trung quân đội để cướp bóc, thì làm sao ngươi có thể chống lại quân đội hùng mạnh của cao địa quốc chứ? Tất cả các quý tộc cần phải làm là để cho đàn quân mừng sinh thần vào bên trong thành đại lý. Làm sao ngươi có thể thông đồng với ngoại quốc? Cao địa quốc không phải là liên minh của chúng ta sao? Có một người phụ nữ từ cao địa quốc trở thành một trong bảy vương phi. Nếu không phải là ngươi đã trừng phạt vị vương phi đó và làm mất lòng nhà vua, thì làm sao ta có thể thuyết phục ông ta đem quân sang? Đó là bởi vì sa mạc và cao địa quốc luôn muốn đánh chiếm lẫn nhau nhưng không thể. Ngươi sẽ mang đến nạn diệt quốc cho vương quốc của chúng ta. Đừng lo, ta sẽ thành thân với một người phụ nữ của cao địa quốc. Và bây giờ có vẻ như là cô ấy sẽ trở thành đại phi. Các ngươi còn đợi gì nữa? Thần vương vẫn đang chờ tin tốt từ các ngươi. Xông lên! Cung điện bên ngoài thành. Ca ca, chuyện gì đang xảy ra vậy? Tại sao huynh này đột nhiên đến đây? Có chiến tranh giữa cao địa quốc và sa mạc sao? Linh cẩu không dễ dàng khiêu khích sói. Nhưng nếu đó là một con sói yếu đầu đàn thì không chắc. Huynh muốn làm vua sa mạc sao? Độ trang sức của muội đơn giản hơn trước rất nhiều. Vì con sói đầu đàn đó không tôn trọng vương quốc của chúng ta, ta sẽ không ngại dùng máu tươi để dạy hắn ta một bài học đâu. Nhân tiện ta nghe nói hắn đây tìm ra hạt sống có thể trồng trên sa mạc sao? Muội biết bao nhiêu về chuyện này? Muội không biết. À, phụ nữ luôn thiếu khôn ngoan. Ca ca, ca sẽ đứng về bên nào? Giới quý tộc sa mạc sẽ không đồng ý điều này. Đại vương rất tốt với muội. Những quý tộc ngu ngốc đó sao? Họ chỉ nhìn thấy lợi ích trước mắt. Nếu không có họ làm sao ta có thể đứng ở đây? Đối với em trẻ ta, huynh đệ hắn không phải là một người đàn ông rộng lượng. Xông lên, giết chúng! Đại vương! Đại vương, chạy đi, thần sẽ giữ chân chúng! Xuống địa ngục đi, thứ đàn bà hảo quốc kia! Chỉ có một quân tinh nhuệ thì chúng ta sẽ không có cơ hội tiêu diệt hắn. Tất cả các ngươi cùng xông lên đi. Rõ. Đại vương, ngày mau rời khỏi đây đi, nếu không sẽ muộn mất. Rời khỏi? Hôm nay sẽ không ai trong các ngươi được rời khỏi đây. Ta sẽ không đi đâu cả. Ta sẽ giết tất cả các ngươi. Chúng ta đang làm gì đây hả Hi? Chúng ta sẽ chết sao? Không đâu, chúng ta vẫn còn một cơ hội để thoát khỏi đây. Một cơ hội? Làm thế nào có thể có cơ hội chứ? Chúng ta đang bị mắc kẹt ở đây, trừ phi có ai đó đến. Xông lên! Họ đến rồi sao? Cái gì? Xông lên! Giết quân phản loạn! Giải cứu đại vương! Giết chúng! Đừng hoảng loạn! Giết hết bọn chúng! Vâng, vâng! Bọn chúng chỉ là đám nô lệ vô dụng! Nô lệ? Này là người đã yêu cầu giá giá ba dịch! Đại vương, các nô lệ không thể cầm cự lâu hơn nữa! Nhân lúc đang hỗn loạn hãy thoát ở đây! Ta hiểu rồi! Mọi người hãy theo ta! Xông lên! Bắt lấy chúng! Mà bắt bọn chúng lại! Giết chúng! Chúng ta nhất định sẽ thoát khỏi chỗ này! Tránh ra! Bọn nô lệ đáng chết! Các ngươi! Đại vương! Chúng tôi sẽ ngăn bọn chúng lại! Người mau đi đi! Chúng tôi không thể cầm cự lâu hơn được nữa! Đại vương đi đi! Đại vương! Đại vương! Kẻ mau lên ngựa đi! Được! Bắt hắn lại! Để hắn giải thoát! Nhanh lên! Thành đại lý! Đại vương,
Thần xin lỗi, ta không thể bảo vệ kho báu của người. Ta tha lỗi cho ngươi, ngươi đã làm rất tốt. Thần rất vui vì ngày không sao, bây giờ thần có thể yên tâm mà đi rồi. Ở lại với ta, ngươi không được phép chết. Nếu có thể, xin hãy đưa tôi trở về quê hương của mình. Cuối cùng, tôi có thể nhìn thấy quê hương của tôi một lần nữa. Niềm vui lớn nhất của tôi là được phục vụ nhạc công đại nhân một lần nữa, nếu như có kiếp sau. Anh ta bị thương nặng đến nỗi ngay cả hệ thống của công thể chữa khỏi sao? Hệ thống này không phải toàn năng, ngay cả lọ thuốc trị giá 2.000 điểm hấp dẫn cũng chỉ đủ mạnh để giúp anh ta nói những lời cuối cùng. Thay vì nô lệ này, cô nên hướng sự chú ý của mình đến đại vương. Đại vương, ta từng nghĩ rằng mình là vua của bầy sói, hóa ra ta chỉ là một con chó hoang vô giá trị. Đại vương, ngài không hề vô dụng. Ta thì có gì chứ, nô lệ, thường dân, ít hơn 50 thị vệ, trong số 7 thê thiếp của ta chỉ có một người thoát ra. Ngài vẫn còn có ta. Hà Hy, là một nhạc công, đây là điều duy nhất ta có thể làm cho ngài. Bài ca của Hạ Hy. Nhạc công đại nhân. Thật tốt khi có nạn ở bên cạnh. Ta không phải là người duy nhất bên cạnh ngài, họ cũng sẽ ở bên ngài. Ta đã biết mình phải làm gì bây giờ rồi. Đại vương, ta muốn lắng nghe tiếng lòng của họ. Người của chúng ta đã đi về phía đông, nam, tây và bắc để đuổi theo bọn họ, nhưng bão cát đã xóa sạch dấu vết, không có manh mối, chúng thường chỉ có thể ở đại đốc ốc đảo. Vô lý, ta đã huy động 3.000 người ra ngoài tìm kiếm bọn họ, nhưng ngươi không tìm thấy bọn chúng. Họ đã biến mất trong sa mạc rộng lớn như vậy, nhưng cận vệ bảo vệ vua sa mạc rất rõ trong việc xóa dấu vết, không để lại bất kỳ manh mối nào. Ngươi gọi hắn là gì? Xin ngài tha tội, thật nên gọi hắn là tên phản loạn. Kéo hắn ta ra ngoài. Đại vương, xin ngài tha tội. Xin người tha mạng. Đại vương, đây là lá thư hoàng tử của Cao Điểu Quốc gửi đến, xin ngài hãy xem qua. Được rồi. Chết tiệt, sao hắn ta dám kêu ta cưới một nữ nhân như vậy về làm phi? Hoàng tử còn thông báo Cao Địa Vương phi đang ở độ tuổi thích hợp để sinh con, và luật lệ này cũng không phải là chưa từng có ở sa mạc. Nhưng theo luật của Cao Điểu Quốc, lấy thể tử của huynh đệ mình sẽ không được chúc phúc. Hắn rõ ràng là có ý coi thường ta. Đại vương, quân lính của Cao Địa Quốc vẫn đang đóng quân tại thành Đại Lý. Hầu hết các cận vệ của chúng ta đang tìm kiếm các phiến quân bên ngoài. Ta hiểu rồi, ta sẽ chuẩn bị hôn sự này. Vâng, hoàng tử của Cao Địa Quốc yêu cầu một khoản tiền lớn để thưởng cho quân đội. Nói với hắn là ta đang đồng ý hôn sự này. Đến kho bạc lấy tiền, nếu không đủ thì lấy của người dân trong thành Đại Lý. Vâng, một khi ta trừ khử được bọn nhãi nhép các người, ta sẽ lấy lại mọi thứ thuộc về ta. Đại vương, tạm thời ở đây chúng ta sẽ an toàn. Được rồi, chúng ta đi thôi. Không có nước trong thành này, chỉ chỗ nước của chúng ta chỉ đủ dùng trong 2 ngày. Chúng ta nên làm gì tiếp theo đây? Chúng ta có thể bị phát hiện nếu đi ăn trộm nước. Nô lệ cũng đã kiệt sức rồi. Chúng ta sẽ tấn công các bộ lạc gần đó. Không được, chúng ta không đủ vũ khí. Chúng ta có rất nhiều người, tại sao lại không? Không được, ta đã hứa sẽ cho nô lệ một cuộc sống bình đẳng. Ta sẽ không hy sinh bọn họ để đổi lấy nước. Ta có cách này. Cách gì? Chúng ta có thể đóng giả làm vũ công và mua nước ở ốc đảo gần đó. Những kẻ muốn bắt chúng ta cũng sẽ không nghĩ chúng ta cải trang như vậy. Hạ Hy, này nghĩ sao? Đây là một cách hay, ta sẽ đi cùng A Phúc. Nhưng việc này rất nguy hiểm. Có một con đường thương mại mới mở gần đó, chúng ta có thể mua một số vũ khí. Đại vương, xin hãy nghỉ ngơi, chúng ta sẽ mang nước về ngay. Được rồi. Lục Châu, bộ lạc Trăng Khuyết. Các người là ai? Dừng lại, làm phiền cho chúng tôi kiểm tra. Chúng ta là đàn múa Hạ Phúc, chúng ta đi biểu diễn khắp thiên hạ, không phải bộ lạc Trăng Khuyết chào đón tất cả mọi người sao? Đàn múa cũng bị kiểm tra. Tránh ra, những người của đàn múa luôn là khách quý của bộ lạc Trăng Khuyết, các người hãy tôn trọng vũ công. Ta rất vui khi thấy các cô ở đây, ta đã không có vũ công nào tới bộ lạc của chúng ta trong 1-4 tháng qua. Mời đi theo tôi. Còn bọn họ là ai? Đây là người đứng đầu đàn vũ công Hạ Phủ của chúng tôi, cô ấy là nhạc công giỏi nhất sa mạc. Hân hạnh được gặp ngài, hai kẻ đó là người của Hắc Bạo Vương. Hắn ta dựa vào sự giúp đỡ của Cao Điểu Quốc mới đánh bại được vua sói. Hắn sai người đến bắt chúng ta tuân lệnh ngay lập tức. Nực cười, khi vua sói cùng bộ lạc Trăng Khuyết cùng bắt đầu chuẩn bị chiến đấu thì hắn ta vẫn đang điếm dạy cho Cao Điểu Vương tử kìa. Đúng vậy, hắn ta sẽ lấy Cao Điểu Vương phi làm phi tử, không ngờ vua của loại sói lại bại dưới tay bọn Cao Điểu giáo hoại. Ta nghe đồn rằng vua sói đã biểu nhân xấu xa lừa hoang được. Cô ấy là thực sự là nữ thần, chính cô ấy là người đã giúp vua sói thoát khỏi thành phố Đại Lý. Ta hy vọng một ngày nào đó vua sói sẽ giành lại ngai vàng. Ta nghe nói vua sói sẽ xóa bỏ chế độ nô lệ, đấy là điều tộc trưởng nên lo lắng, chúng ta không có nô lệ. Mà nhân tiện, khi nào thì các cô bắt đầu biểu diễn? Tối nay,
buổi biểu diễn của chúng tôi hy vọng sẽ đổi lấy thức ăn và nước uống. Đêm đầu tiên sẽ mở cửa miễn phí. Được rồi, xin hãy nghỉ ngơi ở nơi này. Hà Hi, chúng ta làm được rồi, tuyệt quá. Chúng ta chỉ mới giải quyết vấn đề về nước uống, vẫn còn nhiều việc phải làm đó. Chúng ta sẽ nhờ các thương nhân ngoại quốc giúp đỡ phải không? Phải làm sao mới liên lạc được với họ? Chắc hẳn chúng ta sẽ tìm ra cách. Bây giờ chúng ta nên chuẩn bị cho buổi biểu diễn. Rất hay, ta chưa bao giờ xem mày trình diễn nào tuyệt vời như vậy. Vị huynh đệ này, tại sao lại buồn như vậy? Phải chăng là ngươi đang nhớ nhà? Cả đám người áo đen tự chối mở đường kinh doanh và còn ngang nhiên cướp bóc, điều này khiến ta không thể nào cười được. Ngươi có thể bán hàng cho ngươi, của ngươi cho ta, ta sẽ đưa cho ngươi một mức giá hợp lý. Với số tiền này ngươi sẽ đủ cho ngươi và tùy tùng của mình trở về nhà. Ta cần suy nghĩ lại. Ngươi là ai? Ngươi sẽ giúp đỡ ngươi giải quyết rắc rối. Khó khăn lắm mới mang hàng hóa đến đây, nhưng con đường kinh doanh đã bị Hắc Bào Vương chặn mất, bây giờ lại bị bộ tộc Trăng Khuyết thu mua với giá rẻ. Đó chẳng phải là rắc rối lớn nhất của các ngươi bây giờ sao? Mọi người mau thu dọn hành lý, sáng mai chúng ta sẽ khởi hành. Cái gì? Hả? Chúng ta đi đâu vậy? Không phải là con đường kinh doanh bị chặn rồi sao? Ta để tìm thấy một khách hàng mới, ngày mai chúng ta sẽ giao hàng. Tuyệt vời, cuối cùng chúng ta cũng có thể rời khỏi nơi ma quỷ này. Đi ư? Không, chúng ta sẽ trở lại đây sớm thôi. Bây giờ thì mau thu dọn hành lý đi. Ông chủ, mức giá của khách hàng mới có hợp lý không? Liệu có sống với bộ lạc Trăng Quý không? Đừng lo lắng, đó là một mức giá mà trước đây tôi chưa từng mơ tới. Thay mặt vua sa mạc, ta sẽ mua hàng hóa của ngươi, sau đó chúng ta sẽ đưa cho các ngươi nhiều đơn đặt hàng thực phẩm và vũ khí. Cái này, nhưng ta sẽ không giao dịch bằng tiền, ngươi sẽ là đại lý. Ngươi sẽ là đại lý duy nhất của đại vương. Từ bây giờ tất cả hàng hóa của chúng ta sẽ được ngươi bán đi. Đương nhiên tiền đề phải là đủ tên Hắc Bào Vương kia đi đã. Ngươi cần hiểu rõ rằng không khách vương thì sẽ không có con đường thương mại. Ta sợ rằng ta không thể quản lý rất nhiều hàng hóa như vậy. Phát triển một số đại lý, sau đó ta sẽ để họ làm việc cho ngươi. Ở Hảo Quốc họ gọi đây là cửa hàng con. Cái gì? Tại sao họ lại từ chối việc gửi quân? Bộ lạc ấy hồi đáp là trước khi hai vương phân định được kẻ thắng người thua, họ sẽ không phái bất kỳ thị vệ nào đến phục vụ ngươi. Ta đã chiếm được thành phố đại lý, nhưng tên vương phản nạn kia đã trốn thoát. Chúng ta có cần dạy cho bộ lạc bất tuân này một bài học không? Giết tộc trưởng và cướp lãnh thổ của bọn chúng là một cách hay, chúng sẽ biết cách cư xử hơn. Không được, họ là hậu nhân của gia tộc Cu hết, nhưng họ lại chẳng phải là người của ngài. Sự thịnh vượng, cuộc sống và gia súc của họ đều thuộc về ta, mà hơn nữa quân đội của cao địa khi nào rút khỏi sa mạc vậy? Rút khỏi sao? Ta sợ rằng nếu không có ta, ngài sẽ không thể lên ngôi. Chỉ cần ta xây dựng một ngôi đền linh thiêng, mọi con dân ở đây sẽ đều trở thành tín đồ của ta. Ta không cần thêm quân đội. Được thôi, ta sẽ rời khỏi thành phố đại lý kỳ hôn để hoàn thành. Nghe nói ngài sẽ cưới một vương phi. Theo luật, vương sẽ có 7 vị vương phi. Ngài có ý kiến gì sao? Ta chỉ muốn chúc mừng ngài mà thôi. Nhắc đến nữ nhân, nếu bắt được một nhạc công tên Hạ Hy, ngài có thể sao nàng ấy cho ta không? Không thể, là một nữ thần. Hạ Hy đã phản bội các vị thần nên cô ta phải bị trừng phạt. Ngài suy nghĩ kỹ trước khi từ chối đề nghị của ta. Ta có thể đổi 200 thị vệ ưu tú lấy nàng ấy. Khá là bất ngờ đấy. Ngài chưa từng gặp mặt cô ta nhưng đã bị một cô ta mê hoặc. Mê hoặc? Thôi vậy, rốt cuộc thì chỉ có ta thấy được giá trị của nàng ấy. Đó là cái gì vậy à? Đó là đại vương ra lệnh xây một ngôi đền mới. Bây giờ tất cả các ngươi mau nộp hết thức ăn và sắt ra đây. Mẹ, đó là gì vậy mẹ? Con mau nhắm mắt lại. Đó chính là con quái vật muốn nuốt sống chúng ta. Họ đây rồi. Xin thứ lỗi, chúng tôi khởi hành muộn để tránh bị nghi ngờ. Ta có thể gặp khách hàng bây giờ được không? Ngài là một doanh nhân đáng tin cậy cho nên ta sẽ giữ đúng lời hứa của mình. Đức vua cũng mới khá gần đây, hãy mang theo hàng hóa của ngài và theo ta. Chúng ta đi thôi. Hả? Cái đó là gì vậy? Đó là đàn lạc đà đang chạy trên sa mạc, có người đang đến đây. Có chuyện gì xảy ra vậy? Chẳng lẽ là quân của vua áo đen đuổi tới? Chúng tôi không có đủ nhân lực để bảo vệ các cô. Chúng tôi sẽ không làm khó ngài. Ta e là chúng ta chỉ có thể giao dịch lại lần sau. A Phúc, mau đi thôi. Tộc trưởng của bộ lạc Trăng Lưỡi Liềm, tại sao ngài lại ở đây? Những vị khách quý của ta, tại sao ngài lại rời đi mà không nói lời tạm biệt? Ngài sẽ không bán đống hàng hóa đó cho ta sao? Hầu hết hàng hóa của ta đã được mua sau khi ta nghe nói rằng vua sa mạc đã mở một con đường kinh doanh mới. Ta sẽ phải trả một khoản nợ lớn nếu ta bán hàng hóa cho ngài với giá thấp như vậy. Phải không? Nếu như ngài không sẵn lòng bán chúng cho ta, ta chỉ có thể cướp chúng về. Sao ngài có thể? Để bảo vệ danh tiếng của ta, tất cả các ngươi sẽ phải chết. Ngươi sẽ giết chúng ta sao?
Ồ, ta không nhìn thấy cô. Làm sao đàn vũ công của cô lại thông đồng với đám doanh nhân này? Đừng lo lắng, các cô là những vũ công tài năng nhất mà ta từng thấy. Ta sẽ bắt các cô lại và bán với giá tốt. Đương nhiên là phải cắt rửa của các người trước. Xem ra chúng ta chỉ có thể cùng nhau chiến đấu thôi. Khách hàng không, đức vua. Đức vua đang ở đâu? Ta không khác. Đức vua, xin ngủ chút nước đi. Đức vua, người đã không uống nước một ngày một đêm rồi. Ta không khác. Thật may là Hà Hy đã dạy chúng tôi cách tách nước từ nước tiểu, nếu không thì sẽ không có nước uống ngày hôm nay. Ngàn Nhạc Công sẽ thực sự mang nước trở về sao? Nàng ấy sẽ trở về, ta tin nàng ấy. Nhưng có rất nhiều bão cát ở gần đó, tôi sợ rằng. Bão cát? Đó từng là thành phố đẹp nhất sa mạc, như một cơn bão đã nuốt chửng mọi thứ, đó là... Cơn bão cát đã giết chết mẹ tôi, cơn bão cát đó có tên gọi là bão tử thần. Tiêu đội, bọn họ sẽ giết chúng ta mất. Chúng ta vẫn còn hy vọng. Hà Hy, đừng lo lắng, ta đã biết phải làm thế nào để thoát ra rồi. Phạm Nhân, hãy lắng nghe lời ta nói. Ta muốn gì? Ta vốn dĩ không muốn làm tổn thương các ngươi, nhưng các ngươi lại chọc giận ta. Cái gì? Hả? Tộc trưởng, vua Ố Đen cũng đang tìm kiếm nữ thần Inus. Vẻ đẹp của nàng ta thậm chí còn đẹp hơn cả ánh sáng của mặt trăng. Cô có phải là nữ thần? Đã có người từng gọi ta như vậy. Chúa ơi, cô ta thực sự là nữ thần. Ha ha ha, nữ thần đi đó sao? Ta có thể sao nộp ngươi cho vua đen để nhận thưởng. Ta hiểu rồi, ta không còn lựa chọn nào khác ngoài việc để sa mạc trừng phạt ngươi. Sa mạc sẽ hoang trừng phạt ta? Hoang đường, các ngươi nghe đây, bắt lấy chúng. Gió, có gió, gió. Không thể nào. Không, đó là một cơn bão cát. Thần Inus đang tức giận. Tới đây, rửa sạch tội lỗi của những kẻ phàm trần. Chạy đi. Thật kỳ diệu, hạ tay của thật tuyệt vời. Bình tĩnh, mọi người hãy đặt hàng hóa và dắt lạc đà thành một vòng tròn và chờ đợi ở đây cho đến khi bão cát kết thúc. Đức vua, xin người hãy vào trong, bão cát sẽ không ngừng lại ngay đâu. Gió rất mạnh, cơn bão này có thể mạnh tương đương với cơn bão trước kia. Gió đang thổi về hướng đông, thần nghĩ ngài Nhạc Công sẽ không sao nếu ngài ấy không gặp phải cơn bão. Hạ tay, ta không nên đến nơi ấy mạo hiểm như vậy. Có ai đó đang tới đây? Hả? Là ngài Nhạc Công đang tới đây? Hạ Hy, nàng có sao không? Nàng có bị thương ở đâu không? Đương nhiên là ta không sao rồi. Đó là cơn bão cát được tạo nên bởi ta mà. Thông báo hệ thống, hôm nay sẽ có bão cát và nhiệt độ thay đổi trong khoảng 1 giờ 11 đến 41 độ C. Bạn đang ở trong 80 dặm từ trung tâm bão cát, gió sẽ trở nên yếu hơn sau 4 giờ. Cái gì? Cơn bão này là do nàng tạo ra? Bão cát là bão cát. Chạy mau. Mẹ, mẹ ơi. Đám, bão báo đại vương, bão cát hướng về phía đông. Thành phố đang rất hỗn loạn, một nửa số ngôi nhà đã bị thổ ngã rồi. Còn ngôi đền thì sao? Chết tiệt, giết 20, không, giết 100 nô đệ lấy làm vật hiến tế cho thần Inus, sau đó xây dựng lại ngôi đền. Thưa đại vương, những nô lệ còn lại chưa tới 100 người, người dân trong thành đại lưu cũng không đủ lương thực để hỗ trợ cho việc xây dựng. May mà tên vua phản loạn trước kia đã đưa ra kế hoạch có thể đổi lấy lương thực, nếu không e là hôn lễ của bệ hạ không thể thực hiện được rồi. Hay là chúng ta sử dụng lại cách cũ, tất cả tiền tài gia súc trên sa mạc này đều là của ta. Tất cả những gì chúng ta cần làm là cướp bóc chứ không phải cúi đầu trước lũ thương nhân kia. Nhưng thưa bệ hạ, quân đội của ngài đang thiếu hụt, lòng tin của con người và thần Inus đang dần suy tàn. Hạ Hy, chúng ta có thể sử dụng lại Hạ Hy để đổi lấy 200 thị vệ ưu tú của Hạ Quốc, nói với chúng phải bắt sống Hạ Hy cho ta. Vâng, vẫn còn một việc nữa, quân đội của Cao Điện Quốc đã lấy đi hơn một nửa số lương thực trong kho và nói rằng đó là để bồi thường thiệt hại do bão cát gây ra. Sao bọn họ có thể bị thương tổn khi đang ở trong cung điện? Ta không cần biết ngươi dùng biện pháp gì, ngôi đền nhất định phải được hoàn thành. Ta không ngờ rằng nàng không chỉ gặp phải bão cát mà còn suýt nữa thì bị cướp. Thật tuyệt khi nàng có thể hóa nguy thành an. Ta chỉ làm hết mức có thể thôi. Nàng đã mạo hiểm vì ta. Còn có thiếp nữa, thiếp cũng rất tận tâm này. Thiếp không chỉ dẫn một nhóm người vào ốc đảo mà còn biểu diễn cho họ xem. Theo lời nàng, người của bộ lạc Trăng Khuyết bị Trần Linh trừng phạt và chạy trốn trước khi bão cát đến. Thiếp ở đây này. Họ chắc chắn sẽ bị thiệt hại nặng nề. Trong khi đó những nô lệ có nước và thức ăn nên tinh thần của họ khá tốt. Tốt nhất là chúng ta nên tấn công bộ lạc Trăng Khuyết ngay lập tức. Đại vương, chẳng phải người muốn đã nói không muốn lợi dụng những nô lệ sao? Không ai có thể chắc rằng bộ trưởng của bộ lạc Trăng Khuyết có thể sống sót sau cơn bão cát. Hơn hết hắn ta đang có tội. Đây là thời điểm tốt để tấn công. Đại vương nói rất có lý. Hà Hy, nàng có ý kiến gì không? Ta không biết nhiều về chiến tranh. Bộ lạc Trăng Khuyết nằm gần điểm bắt đầu của con đường thương mại. Chúng ta có thể giành được nguồn cung cấp ổn định nếu chúng ta có được nơi này. Tốt, cứ vậy đi. Từ giờ trở đi, chế độ nô lệ sẽ bị xóa bỏ trong sa mạc. Hãy theo ta sẽ cho các ngươi cuộc sống ăn no mặc ấm. Vương,
ngài là đại vương của chúng tôi. Đại vương, thật bất công, ngài chỉ cần nô lệ thôi, ngài ruồng bỏ tất cả các chiến binh. Những chiến binh, những người được gọi là chiến binh đều chiến đấu chống lại ta vào thời khắc ta cần họ nhất. Ngược lại, những người nô lệ đó đã hy sinh để cứu ta, ta làm vậy là công bằng. Nhưng, không nhưng gì gì cả, người đến đây làm việc cho ta vì đơn giản người sợ người sẽ có kết cục như bộ lạc trăng lưỡi liềm. Vua sói cần là thuộc hạ trung thành chứ không phải là những kẻ hèn nhát. Hãy suy nghĩ lại trước khi ngươi đến gặp ta lần nữa. Vậy chúng ta xin cáo từ. Đại vương, ngày đã họ đi dễ dàng như vậy sao? Đúng vậy. Nhạc công đại nhân. Hạ Hi, nàng đây rồi, mọi thứ đã được sắp xếp chưa? Người ta đã phái người liên lạc với những nô lệ của bộ lạc này. Nếu họ chiến đấu vì ta, nô lệ sẽ giúp chúng ta nắm được các bộ lạc từ bên trong. Thần hiểu rồi, đó là lý do tại sao đại vương không lo lắng về những người trung lập. Đúng vậy, một khi nô lệ tìm thấy hy vọng và tự do, họ sẽ là những con dao sắc bén. Đại vương, xin hãy nhớ rằng mục tiêu của chúng ta là làm cho sa mạc trở nên thịnh vượng. Ta sẽ không lợi dụng bọn họ, ta sẽ giữ lời hứa của mình. Nếu như có thể được vậy thì tất cả các con dân của sa mạc sẽ đứng lên kề vai sát cánh với chúng ta. Đúng vậy, nhưng mà những điều quan trọng nhất bây giờ là nạn lúa bên cạnh ta. Đại vương, sau khi giành lại được thành đại lưu rồi, ta có một bất ngờ cho nàng. Ta phải cho nàng một bất ngờ lớn. Ta sẽ mong đợi về nó. Phải rồi, ta còn phải đi huấn luyện quân đội. Thật đáng tiếc, điểm hấp dẫn cũng đã đủ cao rồi, nhưng cô vẫn không hoàn thành nhiệm vụ bởi vì mục tiêu cô chọn không được công nhận là vua sa mạc. Bây giờ mọi chuyện đang rất tốt. Lễ cưới của vua áo đen và công chúa Phương Na. Ha 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 ha. Chúc mừng Vương Phi. Cảm ơn. Vua áo đen ở đâu? Hôm lễ vừa kết thúc thì đã biến đâu rồi? Chàng ấy nói có một số chuyện khẩn cấp vừa giải quyết xong, sẽ quay lại ngay. Thật sao? Đại vương, tại sao ngài đến đây? Vậy còn đại phi thì sao? Ta không muốn động vào cô ấy. Cứ nghĩ đến việc ai đã từng ngủ với anh trai ta. Thiếp cũng không, nàng khác bọn họ. Cho dù là quá khứ hay hiện tại, nàng chỉ yêu mình ta, phải không? Bây giờ thiếp đã là phi tử của ngài, nó như một giấc mơ vậy. Đức vua, có tin tức. Cuối cùng thì ta hiểu rồi, tiếp tục theo dõi bọn chúng. Tuân chỉ. Có chuyện gì sao? Có chuyện xảy ra ư? Ta đã có manh mối về Hạ Hi và cả đàn ông đó, nhưng lần này ta nhất định sẽ chia đẻ được bọn họ. Vương Phi, Hắc Bà đại nhân đã đi rồi sao? Đại Phi lại tìm ngài ấy sao? Ngài ấy đang có việc cần giải quyết. Sao ngươi không gọi ngài ấy là đại vương? Ngươi cho rằng ngài ấy không xứng đáng với danh hiệu đại vương sao? Thần nguyện là trung thành với đại vương áo đen. Ta sẽ không trừng phạt ngươi, nhưng ta không chắc những người khác sẽ như vậy. Có phải là vì cuộc chiến giành hoàng vị của vua sói, ta đã từng nghĩ như vậy? Vương Na, ta có quà cho nàng đây. Nhị hoàng tử, đây là một quyển du ký của Hạo Quốc. Nàng có thích không? Người học của ta đã dịch nó. Ta thích. Mà nhân tiện tỷ tỷ của nàng đang vội vã đi đâu vậy? Ta tình cờ khi nhìn thấy cô ấy khi đang cưỡi ngựa. Đại hoàng tử mời tỷ ấy đi săn, vậy mà tỷ ấy gần như quên mất. A Cổ Lệ và hoàng huynh ra rất thân thiết sao? A Cổ Lệ nói đại vương hoàng tử sẽ cầu hôn tỷ ấy. Nếu tỷ tỷ ta là đại phi, còn ta thì tuyệt quá nhỉ? Có chuyện gì sao? Ta đột nhiên nhớ ra mẫu phi muốn gặp tới ngày, muốn ta tới gặp người hôm nay. Ta sẽ tới thăm nàng sau. Vài ngày sau, tiệc tối. Phụ vương, nhi thần có một thỉnh cầu. Hãy cho con được cưới A Cổ Lệ. Ta chưa từng hỏi chàng vì sao, vì trong lòng đã có rõ câu trả lời. Lần này, chàng sẽ cướp ai từ bên đại vương tử? Tất cả đều ở đây, hầu hết các thương nhân vẫn còn đang phân vân. Họ sẽ giữ chi hàng hóa nếu được thấy một chiến thắng lớn hơn. Chúng ta sẽ thắng trận. Ngài Mitchell, hãy uống vài ly và nghỉ ngơi thoải mái đi. Đại vương của chúng tôi tổ chức tiệc nướng, các người là hạng, là người tốt. Tối nay ta sẽ dạy tất cả mọi người một điệu nhảy mới. Ta là A Mạc Nê Tư, là người phát minh ra những điệu nhảy này. Đến đây nào mọi người. Ngài Smith, tham gia cùng chúng tôi nào. Hạ độc bọn chúng. Ta sẽ cho hắn ta thấy sự trừng trị đáng sợ từ thần Inus. Cái gì vậy? Chúng ta bị tập kích. Quân địch có bao nhiêu người? Có lẽ là gấp đôi so với chúng ta. Lính của ta đều là những người lính dũng cảm. Đi. Chúng đang đến sao? Dừng lại. Những kẻ phản bội hoàng tộc, kẻ bị chú rập bỏ rơi, ngươi hãy chuẩn bị chấp nhận số phận của mình đi. Ngươi may mắn thoát khỏi thành phố Đại Lưu với sự giúp đỡ của bọn nô lệ thấp kém. Như hôm nay, ngươi đừng hòng trốn nữa. Ta sẽ giành lại quyền lực của vua sói. Ả đàn bà bên cạnh ngươi sẽ phải trả giá cho những gì cô ta đã làm.
Đại vương, ta sẽ đáp lại. Ngươi cứ luôn miệng nói rằng ngươi sở hữu sức mạnh do thượng đế ban tặng, nhưng vị thần mà ngươi tin tưởng chỉ là một tên nhát cái. Cái gì? Trong khi đại vương cố gắng trao đổi lấy thức ăn, vị thần ngươi tin tưởng chỉ ngồi một bên nhìn người dân chết vì đói. Trong khi đại vương cố gắng tìm mảnh đất để trồng trọt ở sa mạc, vị thần ngươi tin tưởng chỉ quấy đầy dân thường bằng những cơn bão cát. Trong khi đại vương xây dựng nên chợ để gia tăng thu nhập, vị thần ngươi tin tưởng lại bắt ép người dân xây đền thờ cúng hắn. Hỡi những cư dân sa mạc, sự sợ hãi của các ngươi lại vô tình nuôi dưỡng cái tâm trí nực cười này của vị thần ấy. Nhưng hôm nay các ngươi không cần phải sợ nữa, bởi vì bây giờ mọi người đã có một vị vua thực sự, một vị vua sẽ dẫn dắt mọi người vượt qua khó khăn. Đại vương, các ngươi còn chờ gì nữa, mau nghiền nát chúng. Thần Inus sẽ phù hộ bọn ngươi. Quân đâu? Chẳng khi tiên phong dẫn lối theo ta. Có gì đó không đúng, tại sao vua của bọn họ lại trở nên mạnh như vậy? Dường như bọn họ không sợ đâu. Đại vương có thể đang lâm nguy. Đại vương, những người khác đâu? Số lượng quân lính của chúng ta đã hy sinh quá nhiều, một số đã bị kẻ thù bắt giữ. Tất cả mọi người hãy quay lại, trở lại chiến trường với ta, không được bỏ rơi đồng đội. Không bỏ rơi đồng đội. Tuyệt vương đã xông ra rồi, chúng ta có thể nên phái người đến hỗ trợ cho quốc vương không? Trời ạ, đại vương đang đi ngược lại, chúng ta nên làm gì đây? Chúng ta đã lên kế hoạch để xông vào ra thường xuyên để sáng đạn bước đi của chúng, nhưng lần này quân địch khá bất thường, chúng có thể phá vỡ tấm khiên làm từ cổ cứng mà những thương nhân đó mang đến. Chẳng lẽ đại vương hắc bào đã sử dụng ma thuật nào đó? Ma thuật hắc ám? Còn bao lâu nữa thì đất phòng thủ của chúng ta bị vỡ? Nó không thể nào là phép màu do thần Inus tạo ra phải không? Nếu thần Inus thực sự xuất hiện, nhạc công ngài có thể ngăn hắn lại không? Tất cả các nô lệ đều đang vào sinh ra tử, xác chết của những nô lệ đã chặn đường ngựa khiến quân địch phải bỏ ngựa mà đi bộ. Nếu chúng ta gửi đi đoàn quân cuối cùng, ta chỉ có thể chống cự trong nửa giờ cho xúc đổ quân lạc đà. Nhưng nếu đoàn quân lạc đà cũng đi rồi thì ta sẽ nằm diện khi bị bao vây. Đại vương đã quyết định sử dụng đội lính kiên để tấn công đoàn chiến binh của địch, tách chúng thành nhóm nhỏ rồi giết chúng. Chúng ta phải tuân theo kế hoạch của ngài. Được thôi, đừng lo lắng, kể cả thần Inus có hiện diện, sẽ có một vị thần lớn mạnh hơn hỗ trợ chúng ta. Nhà công đại nhân, thần biết người là một vị thần, người có thể kể cho thần biết tên vị thần ấy không? Đó gọi là bánh xe lịch sử. Hả? Chúng ta sẽ thắng thôi, mọi người đều xông lên đi. Nếu cần thiết, ta sẽ không do dự mà tham gia chiến trường khốc liệt này. Đội quân lạc đà, tấn công! Tại sao thành phố vẫn chưa bị chiếm đóng? Thời gian đã trôi qua lâu rồi. Người đang lo lắng rằng ta sẽ thua sao? Không thể nào, không ai có thể kháng cự sức mạnh mà số thuốc đó mang lại. Nhưng đó cũng có nhược điểm. Người đang nói đến việc những kẻ uống thuốc sẽ bị rút ngắn cuộc đời không? Không thành vấn đề, một khi chúng ta thắng được trận này, ta có thể có bao nhiêu lính tùy ý. Ta không yên tâm nếu tất cả bọn chúng đều chết hết. Thuốc sẽ dần dần mất tác dụng mà thôi. Những binh lính càng tiêu tốn nhiều sức lực, thời gian hiệu quả sẽ càng ngắn. Không hay rồi bé hả? Nhiều binh lính đã sùi bọt mép và ngã quỵ xuống. Chiến cục đã hỏng rồi. Bộ lạc Trăng Khuyết, đại vương đã trở về chưa? Vẫn chưa. Đáng lẽ phải ngăn bọn đức vua đuổi theo bọn chúng, không biết ngài ấy có gặp trở ngại gì không? Đại vương, không công bằng, ngài cướp mất cái đầu đó của tôi. Ai nhanh hơn được thì có được thôi. Ta tuyên bố ta đã giết được số địch nhiều nhất. Ha 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 ha, thật là không công bằng mà. Nhưng ta sẽ không lấy số chiến loại phẩm của người đứng đầu, người có thể đem chi nó. Ôi, tạ ơn đại vương. Hoang hô hoang hô. Đại vương, mừng ngài chiến thắng trở về. Hả hi, cảm ơn nàng đã vạch ra chiến lược này. Ta có một câu hỏi muốn hỏi nàng. Nàng không sợ đứng trên chiến trường sao? Kẻ thù của chàng mới là những người nên thấy sợ hãi. Cũng đến lúc rồi. Đúng vậy, đã đến lúc dạy cho bọn người đó một bài học. Sau khi ăn no xong và chia chiến lợi phẩm, hãy theo ta đi chiến đấu. Tuyệt vời, hoan hô. Vài ngày sau, ít quảng trường bộ lạc Trăng Khuyết. Đại vương, chúng thật không hề phản bội ngài. Chúng thật thực sự muốn làm việc cho người. Đúng, bọn nô lệ đang lừa gạt này đấy. Không cần phí lời, ta không muốn nghe thêm cái gì nữa. Hôm nay ta phải nói thực sự cho tất cả các chiến binh dũng cảm của ta. Nếu không phải do bọn hắn thông đồng với tên vua áo đen thì đội quân của chúng ta đã không hy sinh nhiều đến thế. Các chiến binh của ta, chúng ta nên giết hai kẻ này chứ. Giết. Nghe đây, bất cứ bộ lạc nào chỉ cần bãi bỏ chế độ nô lệ cũng đều sẽ được ta chấp thuận. Ngược lại, kẻ nào dám giết hại dù chỉ một nô lệ sẽ trở thành kẻ thù của chúng ta. Thành đại lương. Bolando, mọi chuyện thế nào? Vua áo đen đã thất bại rồi, chỉ còn khoảng 30 binh sĩ sống sót, bọn họ đã lẻn vào thành phố của cổng phía Tây. Thật kinh khủng, tên vua áo đen cuối cùng cũng đã bị trừng phạt.
Tất cả chúng ta đều căm thù vua áo đen. Đây là thời điểm tốt để thay đổi quyết định. Chúng ta sẽ tham gia chiến đấu và trương vương trở lại. Chào đón đại vương trở về. Chào đón đại vương trở về. Cái gì? Hoàng huynh rời đi rồi sao? Điện hạ đột nhiên rời khỏi thành và không tìm thấy bất cứ binh lính cao địa nào cả à? Không thể nào, tại sao huynh ấy không mang theo ta? Còn đại vương thì sao? Ngài có biết được không? Có phải ý nó là đại vương sẽ bại trận? Người có chắc là chúng ta nên rời khỏi đây không? Chẳng phải chúng ta sẽ lợi cho đến khi người Sa Mạc bị đánh bại sao? Điều đó sẽ không xảy ra. Nơi này chúng ta không thể thâu tóm Sa Mạc, nhưng bù lại chúng ta đã có được phần lớn báu vật của thành phố Đại Lương. Phần lớn số châu báu đó của người cao địa đã bị cướp bởi người dân Sa Mạc. Bây giờ chúng lại là của chúng ta. Điện hạ, chúng ta không mang công chúa đi cùng ngài, ngài không lo lắng cho công chúa sao? Chúng ta phải nhanh chóng quay lại địa cao địa, ta sẽ không lãng phí thời gian vào những thứ vô ích. Thật đáng tiếc, ta không thể có được người phụ nữ ấy. Cô ấy còn đáng giá hơn tất cả châu báu ở đây. Mẫu thân. Bỗng đại vương có tin xấu, trước khi đám người cao địa rời đi, chúng đã cướp hết châu báu của cung điện. Nhà ngươi dám đạp phiền ta khi ta đang nói chuyện với mẫu thân ta chỉ vì một chuyện cỏn con. Thần chỉ giết hắn. Mẫu thân, một tên vừa quấy rầy chúng ta và con đã cho hắn một bài học. Mẫu thân, chính người đã bảo với con rằng con đã được định làm đại vương, người sẽ không được con phải không? Nhưng sao con lại là kẻ thua cuộc, ngay cả thần linh cũng không ủng hộ con. Mẫu thân, ta đã nói là bất cứ kẻ nào đều không được làm phiền ta. Là nàng sao? Đại vương, thiếp rất mừng vì ngài đã quay lại bình an. Nàng nghĩ rằng ta kém hơn hắn không? Trong lòng thiếp chỉ có một người duy nhất là ngài thôi. Vương Na, đức vua hãy phấn chấn lên, thiếp tin vào người, đại vương sẽ tìm được cách thôi. Ừ, chúng ta vẫn còn thành phố Đại Lưu, thành phố đông đúc nhất Sa Mạc. Ta sẽ tập hợp tất cả quân lực của thành phố này để tiêu diệt những tên nô lệ đó. Điều quan trọng nhất bây giờ là gây dựng lại niềm tin của người dân. Ngày mai ta sẽ tổ chức một buổi lễ đại tế trước ngôi đền. Bây giờ ta xin thông báo, tất cả con dân của Đại Lý đều là con dân của thần linh và tất cả hậu nhân của các ngươi sau này sẽ được thần linh ban phước, cho nên chúng ta phải dùng tính mạng bảo vệ thần, đánh bại những kẻ đối địch với thần linh. Tất cả mọi thứ thuộc về thần Inus. Đại vương! Phương Na! Phương Na, tại sao lại xảy ra chuyện này? Mau, mau truyền thái y. Nàng ấy sao rồi? Mũi tên bắn vào vương phi đã bị tẩm độc. Thần không rõ đây là loại độc gì, thần chỉ có thể. Người thật vô dụng. Người sẽ phải chết. Đại vương, xin tha mạng. Phương Na, nàng sẽ không sao. Ta sẽ không để bất cứ ai tổn thương nàng. Xin tha mạng. Đại vương, ta đã biết phương thuốc này. Hãy làm như trong đây và cho vương phi uống. Đại vương có một số việc họ không dám nói với người. Chuyện gì? Đại quân nô lệ phản nghịch chậm nhất 2 ngày nữa sẽ đến thành Đại Lý. Nếu ngài muốn chiêu mộ binh lính thì nên bắt đầu càng sớm càng tốt. Ta hiểu rồi. Chăm sóc tốt cho vương phi. 2 ngày sau ta có nhiệm vụ giao cho ngươi. Cuối cùng thì ta đã quay trở lại. Đầu hàng đi. Ngươi không thể chống lại được quân đội của ta. Ngươi biết đây là chị không? Đầu của bọn quý tộc muốn đầu hàng trong thành Đại Lý đều ở đây. Gia tộc Gu hét cũng chấp nhận như kẻ hèn nhất. Vậy thì ngươi xuống đây đấu với ta. Xuống đi. Ngươi nghĩ sẽ nắm chắc phần thắng sao? Chỉ dựa vào bọn thương nhân công giác đáng tình và đám nô lệ thấp kém. Toàn bộ quân lính của ta đều là con trai của thần linh. Họ sẵn sàng hy sinh vì thần linh của họ. Thần linh sao? Ta e là ngươi chỉ sử dụng những viên thuốc đó theo vì sức mạnh của thần. Trò dơ bẩn của ngươi đã sớm bị Hạ Hy nhìn thấu rồi. Khi phân lạc đà và da thằng lằn được đốt cùng nhau, khói của chúng sẽ làm cho thuốc mất hiệu lực. Hôm nay là ngày tưởng niệm thành lập luật lệ mới. Không, ngày mai ta sẽ đấu với ngươi. Đại vương, hắn đang cố ý trì hoãn cuộc quyết đấu. Được, ta đồng ý. Đúng là ta muốn đặt lại luật lệ, nhưng ta sẽ tôn trọng và sẵn sàng chờ thêm một ngày nữa. Dựng trai. Ngươi có gì muốn nói với ta? Đại ngươi. Đại vương muốn thương lượng riêng với người. Người có nhớ đường bí mật dẫn đến hoa viên cung điện không? Chỉ cần vua sói có đủ can đảm để đến đó mà không mang theo cận vệ, có lẽ đại vương sẽ xem xét yêu cầu của người. Hắn ta đồng ý đầu hàng sao? Không hổ là vua của bầy sói, ngài thực sự rất can đảm. Ta hy vọng đại vương ngươi giữ chữ tín. Đại vương sẽ nuốt lời. Không ngờ nhạc công sẽ xuất hiện ở đây.
Vua Áo Đen chỉ nói chúng ta không được phép mang theo cận vệ, hắn không nói là một nữ nhân yếu đuối như ta không được phép đến đây. Đại vương có lẽ rất vui khi thấy người. Đi thôi, đi hết con đường này sẽ là hoa viên phía sau cung điện. Để tôi dẫn đường. Chỉ có những người kế vị mới biết được con đường này. Vậy mà phụ vương thực sự đã nói cho đệ ấy biết, có phải? Ngài đừng quên những gì đã hứa với ta. Hồi tưởng, đại vương ngài không thấy đi, đây có thể là âm mưu của vua Áo Đen. Đại vương của chúng tôi nguyện lấy tính mạng ra đảm bảo sẽ không làm tổn thương vua sói trong cuộc đàm phán này. Ta, đại vương, nếu ngài đi nhất định phải cẩn thận đó. Được rồi, ta hứa với nàng. Chúng ta đã đến nơi rồi. Tại sao người lại ở đây? Đại phi, ngài không nên tới đây. Rốt cuộc bây giờ cô đứng về bên nào? Những gì tỷ tỷ làm là sai, và vua Áo Đen làm cũng là sai. Ta đã cố gắng sửa chữa lỗi lầm của họ, nhưng ta lại không đủ can đảm. Vậy thì sao chứ? Ngài không nên mạo hiểm mạng sống của mình mà tới đây một mình. Quân đội của ngài đã bao vây thành đại lý, dù sớm hay muộn thì thành đại lý cũng thuộc về ngài. Xin hỏi đại phi có thể cho ta biết lý do tại sao chúng ta không nên đến đây đàm phán với vua Áo Đen? Không ngờ người cuối cùng lại ở bên cạnh đại vương chỉ có cô. A Phú cũng theo chúng tôi. Ta tin đại phi ở lại thành đại lý này nhất định là có lý do. Đại vương, người nhất định phải đi gặp hắn đúng không? Trong ngoài thành đại lý đều là con dân của ta. Nếu có thể kết thúc cuộc chiến này, ta sẽ không để họ phải đổ máu. Mừng về nhà, vương huynh đáng kính của ta. Không ngờ ngươi lại không có đội quân mai phục, thật là bất ngờ. Ta thật sự muốn đàm phán với huynh, huynh không tin ta sao? Nói đi, ngươi có điều kiện gì? Mẫu thân nói ta sinh ra đã vượt trội hơn huynh, phương na cũng bảo ta vẫn còn cơ hội để thắng, nhưng ta lại không nghĩ vậy. Ta mệt rồi, tất cả những gì ta làm đơn giản chỉ để vượt qua huynh, thật là mệt mỏi để đạt được mục tiêu đó. Vương huynh, lời hứa của huynh vẫn còn hiệu lực chứ? Đương nhiên, ta đã hứa với mẫu thân sẽ không hại ngươi. Vậy là được rồi, ta sẽ đầu hàng huynh nhưng phải có điều kiện. Ngươi muốn gì? Thứ nhất, vương tử Cao Địa đã cướp mất bảo khố của đại lý. Ta muốn huynh lấy lại nó trước khi hắn ra khỏi biên giới. Cho dù ai trở thành đại vương, ta cũng không muốn tài sản của gia tộc bị thất lạc. Đáng lẽ ngay từ đầu ngươi không nên tin đám người Cao Địa quốc giáo hoạt đó. Huynh đồng ý chứ? Được thôi. Thứ hai, ta muốn huynh đưa mẫu phi ta an táng trong lăng mộ vương tộc. Cái gì? Đại phi có quyền được chôn cùng đại vương. Mẫu phi ta là đại phi của phụ vương, huynh giết bà ấy còn cướp đi đặc quyền cuối cùng đó. Mẫu phi ta còn không được chôn cất trong lăng mộ vương tộc, bởi vì thi thể của mẫu thân huynh không được tìm thấy. Nếu tìm được, ta sẽ không ngại mà chôn bà ở lăng mộ vương tộc. Ngươi, đại vương, ta hứa với ngươi. Vương huynh là một người hào phóng. Điều kiện thứ ba của ngươi là gì? Điều thứ ba, ta muốn nàng ấy. Ngươi nói gì? Ta đã để vương vị rơi vào tay huynh, ta chấp nhận rồi. Ta chỉ muốn chứng minh ta mạnh hơn huynh về mặt chinh phục nữ nhân thôi. Sao A Hy cho ta và ta sẽ rời khỏi thành lý ngay lập thành phố đại lý ngay lập tức, ta sẽ không bao giờ trở lại. Không thể nào. Mơ đi, ta sẽ không sao hạ hy cho ngươi. Ngươi cười cái gì? Vậy đây chính là cái mà huynh nói ta sẽ không để bách tính đổ máu vô ích sao? Xả nhân xả nghĩa. Nếu không thể đàm phán, vậy thì đao kiếm gặp nhau. Đao kiếm gặp nhau, ngươi không có cơ hội đó đâu. Vậy ngươi sẽ làm gì? Ngươi định phá vỡ lời thề. Ta đã thề với sinh mạng của mình là sẽ không làm tổn thương ngươi trong cuộc đàm phán này. Nhưng nếu đến tính mạng ngài ấy cũng không cần nữa, vậy thì lời thề cũng chẳng thể bó buộc được đâu. Ngươi muốn hắn ta thả ngọn đuốc này và đốt thuốc súng mà ngươi đã bí mật xấu xung quanh cung điện phải không? Làm sao cô biết? Trước khi ta đến đây, đại phi đã ám chỉ cho ta biết. Phương Na đã trúng kịch độc, ngươi cũng không định sống tiếp nữa đúng không? Kế hoạch cuối cùng của ngươi là chết chung với đại phương đúng không? Ta vốn muốn xem hắn vứt bỏ cô, thật đáng tiếc. Mẹ Ti Ti cũng vậy, hắn là một kẻ cứng đầu. Ta bảo hắn rời khỏi đây nhưng hắn năn nỉ để lên thiên đàng cùng ta. Có thể nói những thứ trên thế giới đều có đạt được theo ý của mình. May thay kết cục này cũng không nằm trong dự liệu của huynh phải không, Vương huynh? Nếu ta nói rằng ta cũng có một điều kiện, đó là ngươi phải đầu hàng vô điều kiện, ngươi đồng ý không? Cái gì? Ta có thể cứu Phương Na, chỉ cần cô ấy vẫn còn sống. Và ta hứa, đại vương sẽ để hai người đi, ngươi sẽ không còn bị ràng buộc ở nơi này nữa. Ngươi thấy điều kiện này thế nào? Con có thấy vương vị đó không? Con đã được định sẵn là người giành lấy vương vị từ tay vương huynh của con hiểu chứ? Ta đồng ý. Đại vương, ngài có hối hận không? Hối hận vì thả hắn ta đi sao? Không, ta không hề hối hận. Dẫu sao thì hắn cũng là đệ đệ của ta. Nếu mẫu thân của hắn không phải là người phụ nữ đó, có thể chúng ta đã là huynh đệ tốt của nhau. Nhưng bây giờ ta phải lấy lại thanh đao thật từ tay hắn ta. Địa phụ thân có thất vọng về ta không?
ngài phù hợp để trở thành vua của sa mạc hơn hắn, phụ vương của ngài cũng sẽ nghĩ như vậy. Vì vậy hãy vui lên và đánh bại kẻ thù cuối cùng, ngài có rất nhiều việc cần phải làm. Đúng vậy, đám người cao địa quốc đó đã đến lúc họ biết rằng chúng ta còn yếu đuối đến thế. Hạ Hi, ta sẽ đuổi theo sau đám người cao địa quốc đó. Xin ngài hãy yên tâm, ta sẽ đợi ngài thành đại lý. Ta sẽ trở về thôi. Điện hạ, phía trước có cát lúng, hay là chúng ta sẽ phải đi đường vòng? Vậy đi đường vòng đi, để mọi người tăng tốc. Điện hạ? Sao có thể, làm sao vua sói có thể biết được chúng ta đang ở đây? Không ngờ hồ ly của cao địa cũng sẽ đi vào cuộc vùng cát lúng này. Người nghĩ gió cá ở sa mạc sẽ che lấp dấu vết mà người đi qua sao? Người đã đến được đây, vua áo đen đã thất bại sao? Huynh đệ chúng ta đã hòa giải, để ấy nói với ta đến đây để giết ngươi. Ngươi không thể giết ta, ngươi chưa đủ thực lực để khai chiến với cao địa quốc. Vậy thì sao? Ta sẽ để lại tất cả đồ đạc của mình, và ngươi sẽ để ta và người của ta rời đi. Ồ, chỉ hai người thôi. Khi ta trở về cao địa quốc, ta sẽ dùng vàng để chuộc lại người của ta. Điện hả? Vậy ngươi còn chần chờ gì nữa? Mẫu tháo hết đồ trang sức trên người ngươi xuống. Có ngươi thắng vua áo đen nhanh như vậy, có phải vì hạng hy không? Điều hối tiếc lớn nhất của ta là không thể có được nàng ấy. Nhưng rất may, ngươi chưa chắc đã có được nàng ấy đâu. Trố cuộc ý ngươi là gì? Nữ nhân phức tạp hơn ngươi nghĩ nhiều. Ngươi có chắc rằng những xe Hạ Hy kia làm đều là vì ngươi không? Cô ta đến từ Hạ Quốc, người dân Hạ Quốc lúc nào cũng ra vẻ bề trên. Cô ta chỉ muốn biến sa mạc này trở thành Hạ Quốc và rủ lòng thương hại với một kẻ yếu đuối là ngươi thôi. Ngươi nói cái gì? Chúng ta sẽ mạnh hay yếu được quyết định bằng gươm đao, nhưng Hạ Quốc thì khác. Không tin thì ngươi quay về xem cô ta còn có đó hay không. Không thể nào, không thể nào. Nàng ấy nói nàng ấy sẽ đợi ta thành đại lý. Hạ Hy, nàng phải ở đó đấy. Hạ Hy, Hạ Hy, Hạ Hy đâu? Hạ Hy, cô ấy đã tới phòng nhạc rồi. Cô ấy nói muốn sáng tác một khúc nhạc. Nhạc công nó đã sắp tới sinh thần của ngài vương, của đại vương. Vì vậy ngài ấy đã sáng tác một bài hát chúc mừng sinh thần cho ngài. Bài bọn nô tài luyện tập và diễn cho đại vương. Bảo bọn nô tài luyện tập và diễn cho đại vương, coi như món quà sinh thần chúc đại vương luôn khỏe mạnh, trường thọ. Khúc ca sinh thần cho ta. Bây giờ nàng ấy đang ở đâu? Ngài nhạc công đã đến kho thực phẩm để đếm số thực phẩm còn thừa. Nhạc công nói rằng cánh tay robot cải tiến này không chỉ dùng trong các cuộc thi đấu vật tay mà còn phục vụ cho việc vận chuyển ngũ cốc nữa. Đây là món quà từ ngài ấy. Ngài ấy luôn cầu mong cho đất nước ta mùa màng bội thu đấy. Hạ Hy, bây giờ nàng ấy đang ở đâu? Nhạc công nói cô ấy sẽ đến nhà hàng trong thành phố. Đại vương, những món này được chính tay nhạc công làm ra đó ạ. Còn cái này, một món quà từ nhạc công. Đây là cái gì? Chúng là những hạt giống táo khô tốt nhất. Nhạc công nói rằng phòng thử nghiệm của hoàng cung không còn nữa. May mà cô ấy đã cất giấu một vài hạt giống còn lại. Cô ấy mong ngài sẽ mãi giữ trái tim ngọt ngào như vậy. Đại vương, người chạy nhanh quá, thiếp không đuổi kịp. Sao ngài lại đến nhà hàng của thiếp? Đại vương, người làm sao vậy? Hắn sai rồi, nếu không thích ta, nàng ấy đã không để lại bao món quà cho ta, trong lòng nàng ấy của ta. Ai sai vậy? Ai thích cười vậy? Có người muốn tranh sủng với ta sao? Nhạc công còn nói, cô ấy không muốn làm nữ thần của cả thế giới, cô ấy chỉ muốn làm nữ thần của mình ngài mà thôi. Ngài Michel, cảm ơn ngài đã đưa ta đời đi, đó là niềm vinh hạnh của ta. Ngài muốn đi đâu? Về phía Tây. Quê ngã đâu vậy, ngài Michel? Ý của ngài là Venice. Ồ, đó là một nơi tuyệt vời. Hệ thống nhắc nhở, nhiệm vụ công được vua sa mạc đã hoàn thành, thưởng 1.000.000 điểm hấp dẫn. Mặt trời ở đó ấm áp như nước, chim bồ câu trắng bay ở quảng trường Ismark, hiệu ứng hoàng quang của nữ thần được mở, không gian được nâng cấp. Mẹ ơi, con đói lắm. Cố chịu một chút nữa thôi con, đợi đến thần quốc chúng ta sẽ có cái ăn. Thần quốc thực sự có tồn tại sao ạ? Vậy sao thần linh không đến cứu chúng ta? Họ có tồn tại, thần Inus có tồn tại. Ba ơi, con nhớ ba nhiều lắm. Ba còn nên đợi chúng ta ở thần quốc, một chút nữa thôi chúng ta sẽ được gặp lại nhau. Ông ấy là chiến binh dũng cảm nhất của đại vương. Nhiều mấy cho đại vương chinh chiến chết rồi, nhưng đại vương chẳng bù nắp gì cho chúng ta cả. Đại vương, có lẽ ngày ấy đã quên. Đại phi đến, đại phi nhân hậu của chúng ta. Đại phi, đại phi xin hãy cứu lấy chúng tôi. Phụ thân của tiểu nữ từng là thị vệ dũng cảm nhất của đại vương, xin người có thể ban cho tiểu nữ và mẫu thân của tiểu nữ ít thức ăn được không? Phụ thân của nó là... Đưa con nhóc đó ra khỏi đây, ta sẽ tha thứ cho hành động ngán đường của nó. Đại phi, đại phi! Mẫu thân, tại sao đại phi lại không cứu chúng ta? Mẫu thân! Cô ta đã chết rồi, dù sao thì cô ta cũng sẽ chết thôi, để lại hai đứa trẻ vô dụng ở đây. Đúng vậy, ai nó vô dụng, thịt trên người chúng ít nhất có thể dùng trong 3 ngày đó. Xin các người đừng làm hại chị em ta. Ta sẽ làm tất cả cho các ngươi. Ngươi
sẽ trở thành nô lệ của chúng ta. Đúng vậy. Vài năm sau. Ngươi tuyệt vọng rồi sao, đúng không? Mình chưa thể chết. Ngươi hận đúng không? Ta hận. Ta căm hận cái xã hội bất công này. Một ngày nào đó ta sẽ đứng trên đỉnh cao và chà đạp tất cả bọn họ. Đi theo ta. Ta sẽ đưa ngươi đến với thần linh. Thần linh thực sự tồn tại. Đại vương, đã tối rồi, có chuyện gì khiến ngài không ngủ được sao? Đại vương tử đã đến thăm ta. Ta muốn giao thanh đao này cho nó. Ta sẽ bắt nó thề không làm hại mẹ con nàng. Sao mày không thể cứ tiếp tục thế này nữa? Cuối cùng thì ngài cũng đã chọn hắn sao? Sao tất cả thì... Vậy người đi chết đi. Nhi tử của ta nhất định sẽ trở thành đại vương. Đại vương đã không may băng hà, để lại khẩu dụ, nhị vương tử sẽ là đại vương kế nhiệm. Trong khoang tàu, lần trước người nói thế giới trong hệ thống được nâng cấp là có ý gì? Sau khi cô đã công lược thành công đối tượng, thế giới trong hệ thống này sẽ được nâng cấp. Điều này có nghĩa là các nhiệm vụ sẽ khó khăn hơn. Vậy là tạm thời sẽ không có bất kỳ nhiệm vụ nào phải không? Tôi cũng không chắc nữa. Là một hệ thống toàn diện về thông minh, việc nâng cấp hệ thống của tôi rất nhanh. Vậy hào quang của nữ thần thì sao? Ta là Michelle. Chuyện của thuyền của chúng ta đã cập bến rồi. Cô nên tự hào khám tự cô nên tự mình khám phá hào quang của nữ thần Aura. Ta biết rồi. Venice, cuối cùng thì ta cũng đã đến được đây. Chờ đã, tôi có một câu hỏi. Mời nói, trên tàu của ngài có người có thể chữa được bệnh ghẻ phải không? Phải, có chuyện gì sao? Nhân danh công tước vĩ đại của xứ Venice, xin mời ngài đại phu. Xin mời vị đại phu đã chữa được bệnh ghẻ tới tòa thị chính một chuyến. Cô là vị đại phu đó sao? Không ngờ là một đại mỹ nữ người phương Đông. Đúng vậy, Hạ Hy tiểu thư đã cứu mạng tất cả chúng tôi. Đại phu đã chữa trị cho hắn chỉ bằng một quả chanh. Hạ Hy cô sẽ đến gặp mặt sao? Anh không phải đã nói đại công tước của Venice là người trị vì ở đây sao? Có lẽ ta nên đến gặp ngài ấy. Tại xứ Venice luôn người đẹp luôn được ưu tiên. Trên đường đến đây ta đã nghĩ tiểu thư chắc chắn sẽ là người nổi bật nhất. Lục soát tất cả các khoang tàu. Vâng. Anna tiểu thư có chuyện gì sao? Ta đang truy đuổi một tên sát thủ. Hắn đang trốn ở gần đây. Tại sao mà sát thủ lại xuất hiện ở đây? Tôi nghĩ chắc họ chán sống hết rồi. Một vị khách của công tước đại nhân cũng ở trên con thuyền này. Cô ấy có một vẻ đẹp phương Đông rất hiếm thấy. Khách của công tước đại nhân. Con thuyền này lát nữa hay lục soát. Hãy tiếp tục lục soát các con thuyền khác và mau chóng điểm ra trên tên sát thủ trước tiên. Vâng. Ta cần vào trong khoang tàu lấy một chút đồ. Ngài có thể nói với mọi người vui lòng chờ ta một chút được không? Vâng. Sát thủ. Có vẻ như Venice con bình yên như vẻ bề ngoài. Không được hét lên. Ngươi có thể tạm thời trốn ở đây. Bọn họ sẽ không lục soát con thuyền này. Tại sao con lại giúp ta? Tất cả những gì ta làm là đang giúp bản thân ta thôi. Ta đã tới đây rồi mà không được nhìn thấy quảng trường thành. Quảng trường thánh giáo Mark là đã bỏ mạng tại đây thì thật đáng tiếc. Ta nhắc nhở người một chuyện, người tốt nhất là nên đeo mặt nạ khi đi ra đường. Ở Venice, sắc đẹp chỉ mang lại bất hạnh. Tiểu thư Hạ Hy, đây là tòa thị chính. Tiểu thư làm thầy thuốc bí ẩn từ phương Đông. Tôi là Valentine, thị trưởng của Venice. Tôi thay ngài công tước giải quyết các vấn đề ở Venice. Chính tôi đã mời cô đến đây. Kẻ ở lâu tại Venice, cô sẽ biết rõ hơn về thành phố này. Những yêu cầu và quyết định của tôi cũng có ảnh hưởng không kém ngài công tước. Tôi sẽ dẫn cô lên trên lầu. Tôi sẽ dẫn cô lên lầu trên để tôi làm cho một loại thức uống. Tôi làm cho cô một loại thức uống mùa hè đặc biệt giúp cô giải tỏa mệt mỏi sau chuyến đi. Đây là... Ngài là công tước Venice. Ngài đẹp lắm đúng không? Tương truyền rằng ngài là người đã xây dựng lên thành phố. Ngài tạo ra vô số con kênh và những công trình vĩ đại. Ngài biến Venice thành trung tâm thương mại độc nhất. Tôi nghe nói là cô chữa bệnh ghẻ bằng phương pháp phương Đông cổ truyền. Cô có thể bán cho tôi phương thuốc đó không? Tôi sẽ trả một cái giá thích hợp. Có phải công tước Venice hiện giờ là hậu duệ của ông ấy không? Xem ra tiểu thư không biết nhiều về Venice. Đây là đồ giá khác, nó sẽ giúp tiểu thư thấy tốt hơn. Nói chuyện chính nào, cô muốn giá bao nhiêu? Tôi miễn dịch với căn bệnh này, nhưng những con người làm việc cho tôi họ đều bị nhiễm bệnh trong nhiều năm. Tôi nghĩ thuốc này sẽ có lợi cho Venice, thế nên cô cứ ra giá thoải mái. Những con người làm việc cho ông không phải con người. Tôi không phải người thường. Nơi này được cai trị bởi ma cà rồng. Có lẽ cô không biết điều đó trước khi đến đây đúng không? Nâng cấp hoàn tất, nhiệm vụ mới chinh phục công tước Venice, cũng là vua ma cà rồng và kết thúc của cuộc đời của anh ấy, phần thưởng 1 triệu điểm thất bại chết. Tôi xin giới thiệu bản thân lần nữa.
Tôi là ma cà rồng thế hệ 2, Valentine. Xin đừng lo lắng, ở Venice này, các quý cô đẹp như cô rất được yêu thích. Công tước của chúng tôi được biết đến là người yêu thích các quý cô xinh đẹp. Mặc dù thua kém công tước, nhưng tôi cũng nằm ma cà rồng mạnh thứ hai ở đây. Nếu cô có thể cho tôi một đơn thuốc như một món quà, tôi sẽ bảo vệ cô. Ella, cô đến đây là vì muốn trở thành đồng loại với tôi. Nhiệm vụ lần này thật là kỳ lạ. Tại sao tôi phải giết công tước Venice sau khi chinh phục được anh ta? Đó là một cảnh báo nhỏ nhỏ dành mà hệ thống dành cho cô. Cái gì cơ? Tôi biết cô làm rất nhiều chuyện để giúp đỡ cho các mục tiêu trước đó, để xem như là bù đắp cho họ. Lần này tôi phải cảnh báo cô rằng việc ưu tiên hàng đầu của cô là tuân theo hệ thống, thay vì lương tâm của chính cô, nếu không cô sẽ chết. Người đã lên kế hoạch cho việc này rồi. Cô nên học cách thuyết phục chính mình, nếu tất cả các ma cà rồng đều độc ác thì sao? Cô phải giết hắn ta để bảo vệ cho những người vô tội ở đây. Hạ Hy tiểu thư, cô đã chuẩn bị xong chưa? Ngày Valentine cử tôi đến đây để đón tiểu thư đến dự buổi tiệc trà chiều tại tòa thị chính. Tôi tới liền. Hạ Hy tiểu thư trông thật tuyệt vời trong chiếc váy này. Đây là một số thương nhân đến từ các nước khác nhau và còn cả đồng tộc của tôi. Vị này chính là bác sĩ Phương Đông mà tôi đã nhắc đến với mọi người. Cô ấy đã tìm ra cách chữa được bệnh ghẻ. Thuốc đặc trị của cô ấy sẽ được bán độc quyền bởi thành phố Venice. Không biết quyết định của tiểu thư như thế nào, ở Venice dưới sự bảo hộ của ta chắc chắn tiểu thư sẽ không chịu chút thiệt thòi nào. Đưa cho tôi phương thuốc của cô như một món quà và nó sẽ tượng trưng cho tình bạn của chúng ta. Tôi cũng đang muốn nói đến chuyện này. Tốt nhất là cô nên quyết định một cách sáng suốt đi. Các vị, nay tôi xin tiết lộ một điều, thực chất không hề có phương thuốc đặc trị chữa được bệnh ghẻ. Thực sự là nó rất đơn giản để phòng cũng như điều trị căn bệnh này. Tôi sẽ nói cho mọi người vô điều kiện ngay bây giờ. Thật sao? Bệnh ghẻ mà phòng bệnh được hả? Vậy đây là phương pháp y học bí truyền của Phương Đông sao? Lý do bị bệnh ghẻ là vì mọi người thiếu một trong những yếu tố sinh học thiết yếu. Mọi người có thể tìm các chất này trong rau củ quả để bổ sung nó vào cơ thể mình. Mang theo một chút chanh và cam khi mọi người lên thuyền. Bằng cách này, bệnh ghẻ có thể được ngăn chặn một cách hiệu quả. Uống trà cũng rất tốt cho việc trị bệnh. Mọi người có nhận thấy rằng những thuyền trưởng già, giàu có, những người có đủ khả năng uống trà hiếm khi bị ghẻ hay không? Ta hiểu rồi, thật đơn giản quá đi. Vậy tại sao ngài thị trưởng lại nói ngài sẽ bán cho chúng tôi lại thuốc đặc trị này? Thật ra cô Hạ Hy đã được tôi mời tới để bật mí phương pháp chữa trị với các vị. Tôi chỉ nói đùa thôi. Cảm ơn Hạ Hy tiểu thư đã cho chúng tôi biết làm thế nào để chữa bệnh ghẻ. Hạ Hy tiểu thư, cô đã khiến tôi ngạc nhiên. Cô đã khiến tôi ngạc nhiên đây. Cô đủ sự hào phóng để bỏ qua tiềm năng lợi nhuận to lớn khi chia sẻ miễn phí bài thuốc đó. Tôi cũng đâu làm điều gì to tát đâu. Anh là một trong những nhân vật quyền lực nhất ở Venice. Anh có thể vui lòng giới thiệu cho tôi với công tước hay không? Ta rất tò mò về việc công tước đã thành lập nên thành Venice này. Không có vấn đề gì. Vào tối mai sẽ có một cuộc đấu giá lớn. Hầu hết ma cà rồng đều sẽ ở đó. Tôi có thể đưa cô vào bên trong. Cảm ơn ngài. Hạ Hy tiểu thư, đến rồi. Buổi đấu giá đang diễn ra ở bên trong. Không ngờ là nó được tổ chức ở nơi xa xôi hẻo lánh thế này. Vui lòng đi theo tôi. Đây là phòng của ngài Valentine, ngài sẽ xuất hiện sớm thôi. Cái bẫy đã sẵn sàng chưa? Cứ coi như đây là ân huệ cho anh à. Nếu không phải anh ta đánh chủ ý vào tôi. Xin thứ lỗi tôi đến trễ. Khi cô phải điều hành một thành phố lớn, mọi người sẽ thường xuyên làm phiền cô dù chỉ là những vấn đề nhỏ nhặt. Tôi cũng chỉ vừa mới đến. Tối nay tiểu thư thật xinh đẹp. Tất cả mọi người tại buổi đấu giá sẽ phát điên vì tiểu thư. Công tước có ở đây chứ? Công tước? Phải rồi, hôm nay tiểu thư tới đây là để gặp ngài công tước. Ngài công tước chắc chắn sẽ tới. Mặc dù ngài ấy chẳng quan tâm gì đến mảnh chính trị trong mấy năm gần đây, nhưng đấu giá thì khác, không một ma cà rồng nào từ chối buổi đấu giá. Vậy thì ta xin cảm ơn ngài, ngài Valentine. Đại nhân, tiểu thư Anna đã đến. Được rồi, ta sẽ đến đó để giải quyết mọi chuyện trước. Ta sẽ gặp lại tiểu thư tại buổi đấu giá. Ta tất mong chờ nó. Tôi cũng vậy, gặp tiểu thư sau vậy? Valentine đó trông không phải người tốt. Ta biết, nhưng ta muốn hoàn thành nhiệm vụ thì phải nhờ vào hắn ta. Cô nói đúng, nhiệm vụ lần này khó hơn các lần trước. Cô sẽ bị hệ thống loại bỏ nếu cô không chăm chỉ. Ai? Là anh, cô. Ta đã khuyên cô che mặt lại, nhưng cô lại không thể đợi được muốn ở cùng lũ ma cà rồng rồi sao? Anh nên làm gì ở đây? Tôi có lý do riêng, không cần liên quan đến cô. Mặc kệ mục đích của anh là gì, tốt nhất anh nên rời khỏi đây, bởi vì tên Valentine biết anh sẽ đến đây. Làm thế nào mà? Đừng tin bất cứ ai, giúp anh lẻn vào đây. Và đừng cố thoát ra bằng con đường mà anh đã đến đây. Cô muốn ta không được tin bất cứ ai, nhưng cô muốn ta phải tin cô sao? Anh có thể tin tôi hoặc không, tin cũng được, tùy anh thôi.
Cô có muốn rời đi với ta không? Nơi này không phải là nơi cô nên ở. Ta sẽ không đi, sống như những gì anh nói. Ta có lý do riêng để ở lại đây. Cũng không có ở đây. Valentine, chẳng phải ngài nói kế hoạch của ngài sẽ rất hoàn mỹ sao? Không, sao có thể như vậy được? Theo nguồn tin đáng tin cậy của tôi, chuột gián điệp đã lẻn vào đây. Gián điệp của tôi đã chết rồi, có vẻ như tôi đã đánh giá thấp anh ta. Ta đã nói với ngươi rồi, bọn phản nghịch không hề dễ đối phó. Dám ám sát ma cà rồng ở Venice, hả? Mùi gì thế? Hắn ta đã từng tới đây. Có vẻ như vị khách của ngài đã giúp con chuột đó trốn thoát. Cô ta không hề biết về kế hoạch của tôi. À, lẽ nào vừa nãy cô ấy đã nghe hết mọi chuyện? Sao cô ta cho tôi? Có lẽ chúng ta sẽ biết được thông tin về bọn phản nghịch từ cô ấy. Không thể, tôi sẽ giới thiệu cô ấy với công tước tối nay. Chẳng phải công tước đã tự giao mình lại? Tại... Shit. Đi nè, cô Hạ Hy, đã đến lúc cô lên biểu diễn rồi nhỉ? Ta không thể chờ thêm được nữa, mọi người sẽ hướng ánh mắt nhiệt tình về phía cô. Gì chứ, đây là mánh khóe cũ à? Hắc đào, ta sẽ sớm bắt được ngươi. Ngài công tước đang tự giao mình sao? Tôi cũng không hiểu công tước nghĩ gì, ông ấy có mọi thứ. Nếu tôi là người đứng đầu thành phố Venice này, tôi sẽ hạnh phúc hơn nghĩ rất nhiều. Thay vì cứ nghĩ tới ngày công tước, tiểu thư tốt nhất nên lo cho an nguy của bản thân mình đi. Cô đã bước vào cái bẫy mà ta đã dăng sẵn. Ta tự hỏi chắc hẳn là cô đang hối hận khi không nghe lời ta. Thưa các quý ông và quý bà, xin hãy hướng mắt về món hàng cuối cùng đêm nay. Một gia nhân kiều diễm với một vẻ đẹp phương Đông. Hàng... Chẳng lẽ tôi chưa nói với cô sao? Nhân loại chính là vật phẩm duy nhất trong buổi đấu giá ngầm này. Nhìn vào mặt cô ta kìa, thật là hấp dẫn. Hãy ngửi hương thơm phát ra từ cô ta. Tôi chắc chắn rằng cô ta chưa từng bị ai đụng vào. Đặc biệt là đôi mắt của cô ta. Có món hàng nào lại có đôi mắt bình tĩnh như cô ta kia chứ? Giá khởi điểm là 500 đồng vàng. Mời quý ông và quý bà bắt đầu đấu giá. 500, tôi muốn cào mặt và móc mắt cô ta. 800, 1500, 2000. 1000, tôi muốn nhìn thấy khuôn mặt của cô ấy khi cô ấy cầu xin tôi. 3500, 5000, 7000, 10000. Quý ông này đã yêu cầu 10000 đồng vàng. Giờ còn ai trả giá cao hơn không? Đây là 100000, cô ấy là của ta. Một túi đầy kim cương giá trị của nó vượt xa 100000 đồng vàng. Cô ấy là của ngài. Ngài là công tước của Venice sao? Không, tên đó đã chết rồi. Tên ngài là gì vậy? Kiểu gì cũng phải có tên chứ, nếu không nói thì tôi sẽ tự đặt tên nha. Gọi là kẻ bị lãng quên. Kẻ bị lãng quên sống ở nơi hẻo lánh này. Vậy tại sao ngài lại mua ta chứ? Sao những ma cà rồng khác không nhận ra anh? Đi vào căn phòng bên trên đỉnh tòa tháp. Cô là người mẫu cho buổi vẽ tranh tối nay à? Người mẫu hả? Tôi là Claire, tôi từng là họa sĩ. Tôi vẫn tiếp tục vẽ sau khi trở thành một ma cà rồng. Chú đã mang cô đến đây sao? Cô thật là xinh đẹp. Chú sao? Ngài nói với ta hãy gọi ngài là kẻ bị lãng quên. Chú cũng nói với tôi y như vậy. Chú đã cứu tôi và chú đã để tôi sống ở đây. Tôi có thể vẽ bất cứ tranh phong cảnh hay chân dung nào mà tôi thích. Chú thường mang theo người mẫu đến đây. Đừng có lo lắng, chú ấy sẽ đưa cô về sau khi hoàn thành bức tranh. Anh ta bỏ ra nhiều tiền như vậy mua mình về, đơn thuần chỉ để vẽ sao? Ta cần một chút phong cách phương Đông. Đây là hộp gỗ từ phương Đông. Cậu không biết danh tính thực sự của anh ta đúng không? Đối với tôi, chú chính là chú. Chú khác với những tên ma cà rồng khác, chú rất tử tế với con người. Có thể tiết lộ nhiều hơn về ngài cho tôi biết không? Chẳng phải anh vừa nói ngài đã cứu anh một lần sao? Đúng, có một tổ chức phản nghịch, cô từng nghe qua chưa? Rồi, khi tôi đang vẽ chân dung cho một vị khách ma cà rồng, hắn ta khăng khăng muốn biến tôi thành ma cà rồng. Một trong khi nghi thức buổi tối đang được tiến hành, một đám người phản nghịch đã xông vào và giết chết tất cả mọi người trừ tôi. Vì lúc đó tôi bị ngã và ngất đi nên tránh khỏi một kiếp. Khi tôi tỉnh dậy thì tôi đã ở đây rồi. Ta không ghét đám người phản nghịch, nhưng bọn họ không có quyền muốn giết ai thì giết. Với cả nó sao nhỉ? Bây giờ tôi cũng tính là kẻ địch của bọn họ. Ma cà rồng có thể bị giết chết dễ dàng như vậy sao? Không, ma cà rồng khó bị thương bởi dao hay kiếm. Tôi nghe thấy rằng ở phía phản loạn có một vũ khí đặc biệt để chống lại ma cà rồng. Nó là một con dao nhỏ màu đen gọi là con dao chiếm hữu linh hồn. Đừng đưa tôi đi. Chào buổi sáng. Chào buổi sáng. Tôi sẽ không để cô đi cho đến khi bức chân dung được hoàn thành. Thật tốt. Tại sao cô lại muốn ở đây? Valentine sẽ không làm gì được cô nữa đâu. Tôi đã có lý do riêng tại sao tôi lại phải ở đây với ngài. Tại sao tôi phải ở lại đây với ngài? Ngài là công tước, tại sao lại phải phủ nhận nó chứ?
công tước của Venice đã chết. Để tôi đoán xem, tôi đã nói chuyện với Claire ngày hôm qua, anh ấy đã từng thấy bức chân dung của công tước nhưng anh ta không thể nhận ra anh. Ma cà rồng tôi gặp hôm qua cũng không có nhận ra, anh có năng lực mê hoặc ma cà rồng phải không? Đáng tiếc tôi là con người và anh không thể làm điều tương tự với tôi. Loài người, cô muốn gì? Cô muốn tôi duy trì vẻ đẹp vĩnh cửu của cô. Tôi đã thể sẽ không biến đổi bất cứ ai trở thành ma cà rồng nữa. Tôi chỉ muốn biết nhiều hơn về anh và khiến cho anh phải yêu tôi. Tôi sẽ đưa cô về sau khi bức chân dung hoàn thành. Anh đã mua tôi với giá của một túi kim cương. Nó chỉ là một túi đá thôi. Tôi đang chết đói đây. Có gì ăn được ở trên đảo không? Sao ngài không sắp xếp cho tôi một căn phòng? Lưng tôi đang đau nhất vì phải cuộn tròn trên ghế cả đêm đây này. Có một căn phòng bỏ không ở tầng dưới ấy. Vậy còn ngài thì sao? Ngài sẽ ngủ ở đâu? Tôi không cần ngủ. Đây có phải cái lợi của việc trở thành một ma cà rồng không? Nhưng Claire có vẻ tận hưởng việc ngủ nghỉ lắm đấy. Bữa sáng của tôi đâu? Có vài ổ bánh ở trong bếp đấy. Chúng cứng như đá ấy, có phải nó được để đây một tháng trời rồi không? Có bột mì chứ, tôi có thể tự nướng bánh. Hay các nguyên liệu khác cũng được, tôi biết nấu ăn. Tôi sẽ đi xuống phố để mua đồ. Ha ha ha, hãy nhìn xem người phụ nữ đã mang cho tôi bao nhiêu tiền này. Kim cương yêu quý hả, người đều là của ta cả. Hả? Đá ư? Cô đang nấu gì vậy? Thơm quá đi mất. Bữa sáng đã sẵn sàng. Xếp tôi mang ra ngoài được không? Được thôi. Chắc là nó sẽ ngon lắm đây. Thật tiếc mà tôi không thể ăn nó. Vậy hai người thường ăn cái gì? Chúng tôi uống máu của những tử tụ trong ngục tối. Tôi không nghĩ sẽ có đủ máu phạm nhân đáp ứng nhu cầu cho ma cà rồng. Sinh mệnh rất mỏng manh. Anh đã mua nguyên liệu cho tôi làm bữa sáng. Sao anh không tìm một người thức ăn cho ma cà rồng? Cô nghĩ ma cà rồng mà cô nhìn thấy thực sự là ma cà rồng sao? Sâu tận bên trong họ cũng chỉ là một con người. Mà thôi. Cô có ghét ma cà rồng không? Thực ra tôi không ghét. Chúng tôi không có sự lựa chọn. Tất cả đều phụ thuộc vào quyết định của đám ma cà rồng đó. Cho dù họ biến con người thành thức ăn hay đồng loại. So với đám xấu xa trong lời đồn thì chú đã là rất tốt rồi. Chú đã cho tôi biết rằng tôi vẫn có thể vẽ ngay cả khi tôi trở thành ma cà rồng. Thì tôi vẫn chính là tôi. Cô cũng không thể yêu cầu một mình anh ấy đi thay đổi cả thành phố Venice được. Tôi không có ý đó. Bụng của anh sẽ đau đấy nếu như anh không ăn sáng. Nguội rồi. Anh đang sống ở đảo hay sao cứ phải có nhiều yêu cầu thế? Ly đảo. Cái gì? Tên của hòn đảo này. Trước đây những con thuyền vẽ bồ câu trắng trên thân sẽ chở người bệnh đến đây và bỏ họ lại để họ tự sinh tự diệt. Họ tạm biệt phần còn lại của thế giới với sự tuyệt vọng. Cuối cùng thì sao anh này lựa chọn sống ở đây? Cô thực sự muốn biết. Đúng vậy, tôi muốn biết thêm về anh và khiến anh yêu tôi. Thôi được. Vậy nên việc anh ở đây cũng là vì muốn cách ly với ai đó à? Cách ly, chắc vậy. Cô có muốn nghe một câu chuyện không? Rất lâu trước đây có một vị lữ khách. Hắn có một cuộc sống dài vô tận nhưng lại không biết đi đâu. Rốt cuộc sống lâu có ý nghĩa gì? Hắn săn mồi và sơ tái mọi sinh vật xung quanh hắn. Hắn và những sinh vật đó bề ngoài sống nhau nhưng thực tế lại không phải. Bọn họ mềm yếu, dễ vỡ, còn hắn lại không bao giờ thay đổi. Hắn đã nghĩ rằng hắn sẽ phải cô đơn mãi mãi cho đến khi đặt chân đến một hòn đảo, vùng duyên hải. Giữa đám sinh vật mà hắn coi là thức ăn có một cô gái xinh đẹp. Cô ấy đẹp đến mức hắn phải ngừng lại để ngắm nhìn. Từ đó về sau hắn luôn quan sát cô gái ấy từ xa. Hắn nhìn cô gái tưới cây hái quả. Hắn nhìn cô gái cởi giày dẫm lên nho cùng các cô gái khác để tạo ra rượu. Rồi một ngày nọ cô gái ấy biến mất. Hắn dùng năng lực đặc biệt tìm kiếm cô. Cô ấy ở một hòn đảo có tên là đảo Ly Biệt. Lúc đó cô ấy đã gần như chạm vào cái chết. Hắn không muốn cô ấy chết nên đã ra quyết định. Như một phép màu, lần đầu tiên hắn tạo ra một đồng loại. Hắn nghĩ hắn sẽ không còn cô đơn nữa, nên hắn ở lại thôn quê đó. Chuyện gì tiếp theo? Sau đó vùng nông thôn quê đó trở thành một thành phố. Từ thành phố, nó trở thành một khu đô thị sầm uất. Thế của người lữ khách, sinh vật đồng loại càng ngày càng nhiều, nhưng hắn lại cảm thấy cô đơn hơn bao giờ hết. Hắn nhận ra hắn đã sai lầm. Con người dù bị biến thành ma cà rồng thì vẫn là con người. Mà con người được sinh ra với sự tàn bạo và dị biệt, cái đẹp không thể tồn tại vĩnh viễn. Không đúng. Có những sự kiên trì sẽ không bao giờ thay đổi. Anh chỉ là chưa được chứng kiến điều đó. Kiên trì? Cô có chứ? Có. Nói xem. Tôi luôn mang theo lương tâm của mình bất kể làm việc gì. Vẻ đẹp vĩnh cửu mà anh theo đuổi chỉ là một khoảnh khắc, một khoảng ngắn của cuộc đời con người, nên anh sẽ phải sớm thất vọng. Tại sao anh không trở nên lạc quan hơn? Mở rộng trái tim rồi anh sẽ không còn thấy cô đơn nữa. Có thể ngày mai cô sẽ nghĩ khác đấy. Tôi sẽ không thay đổi lòng tin của mình. Có phải tôi đã sai? Chán quá đi mất.
giờ nãy chắc Lem còn đang vẽ tranh, còn ngài công tước. Hay là chơi một trò để vui vẻ hơn nhỉ? Chính là nó. Cứ rảnh nổi thế này có ổn không? Đừng quên nhiệm vụ của cô là quyến rũ công tước và cuối cùng kết liễu anh ta. Ngài sẽ không bao giờ mở lòng với ta trừ khi ta khiến ngài ấy cảm nhận được những cảm xúc mà trước giờ chưa từng cảm nhận được. Hơn nữa, lần này ta không có gì để trả món nợ ân tình cho ngài ấy, nên ít nhất ta nên đối xử thành thật với ngài ấy. Tôi biết là anh đang vẽ mà. Tôi đang cố để truyền đạt được vẻ đẹp đông phương qua màu sắc nhưng mãi không thành công. Cảm hứng của cô sẽ cạn kiệt nếu cô chỉ làm việc mà không nghỉ ngơi đấy. Giúp tôi vẽ chút đồ nhé. Cái gì? Ngài đang làm gì thế? Ngắm biển. Ngài không cảm thấy chán sao? Thôi nào, hãy cùng tôi chơi một trò chơi đi. Không ngắm biển một ngày cũng không khác gì đâu. Lê, anh đã vẽ xong chưa? Sắp xong rồi, chỉ còn một cái cuối cùng này thôi. Đây là gì vậy? Hãy cùng chơi trò lá bài phổ biến nhất ở đất nước tôi. Ván bài này được mang tên đấu địa chủ. Trò chơi này xuất hiện ở Hảo Quốc sao? Sao lúc đó ta đến đó chưa thấy nhỉ? Đôi ba, anh từng đến Hảo Quốc rồi à? Đúng vậy, người dân ở đó tôn sùng hoàng đế. Hoàng đế được xem là chân mệnh thiên tử, là hóa thân của loài rồng. Rất thú vị. Đôi bốn, nghe có vẻ có thật tuyệt. Tôi ước gì tôi có thể đến Hảo Quốc vẽ tranh. Bỏ qua. Đôi hai, giờ tôi chỉ còn 5 quân bài. Ba cà rồng có thể đi lại tự do sao? Mọi người có sợ ánh sáng mặt trời không? Không hề. Thế cậu tỏi thì sao? Không. Một cái thánh giá. Đó là cái gì vậy? Ba cà rồng thực sự khác sao so với tưởng tượng của tôi. Vậy mọi người sợ thứ gì? Hả? Chỉ có bông hoa của huyết rồng mới có thể giết ma cà rồng. Người ta nói rằng loài hoa màu đỏ này chỉ mọc ở địa ngục. Đồ mà ta muốn đâu? Tiền đâu? Đây là thứ duy nhất có thể giết chết ma cà rồng. Một của hoa huyết rồng thuần chủng. Chỉ cần một lượng nhỏ bằng móng tay cũng đủ để giết chết một ma cà rồng rồi. Để giết công tước thì cần dùng điều lượng như thế nào? Công tước, người thật là ngu xuẩn. Thứ này không thể giết được hắn đâu. Ta không nghĩ về đâu. Lần tới hãy mang cho ta vài hạt giống của loài hoa này. Không được, ta muốn chúng ta vẫn tiếp tục giao dịch. Ta có thể đưa người rất nhiều vàng. Người không thể trồng được loài hoa này. Ở Venice này ta là người duy nhất biết cách trồng hoa huyết rồng. Nếu người muốn hoa huyết rồng thì người có thể mua chúng từ ta. Người có rất nhiều vàng. Vậy thì tại sao người không làm một vụ giao dịch lớn hơn? Một vụ giao dịch lớn hơn? Sắp đến buổi lễ kỷ niệm 300 năm thành lập Venice. Mau tránh ra, chúng ta là đội bảo vệ thành phố. Hắc nhẫn, hắn ở trên đó, mau đuổi theo. Bắn. Chết tiệt, hắn chỉ nấp ở đâu đó quanh đây thôi. Nhanh chóng bao vây nơi này và tiến hành lục soát. Im lặng, ta là người của tổ chức chống lại ma cà rồng. Nhất định hắn ta chỉ ở đâu đó quanh đây. Tại sao ta không thể tìm ra hắn ta? Nguyên nhân rất đơn giản. Đám nhân loại đang bảo vệ hắn ta. Chỉ cần thiêu chết hết bọn chúng là được. Ngài Hastings. Ngài muốn tiêu đuổi tất cả sao? Nhưng hầu hết những người dân ở đây đều vô tội. Hừ, Anna, ngươi làm ta thất vọng đấy. Ngài Hastings, tôi đã có đủ thông tin rồi đây. Ai đó đã lén lút bán hoa huyết rồng cho tổ chức phản động. Người này có lẽ liên quan đến ma cà rồng. Tôi đoán cuộc trao đổi là chủ ý của ma cà rồng. Ngài Hastings, ngài có chuyện gì không ổn sao? Ta không sao, hắn ta không thể nào làm tổn thương ta được đâu. Có chuyện gì thế? Làm thế nào mà hắc nhẫn có thể bình phục vết thương ngài gây ra nhanh như vậy được? Có phải hắn ta? Ta cũng có chút hoài nghi về tin đó. Ta đã đề cử cô trở thành đội trưởng của đội bảo vệ thành phố để loại bỏ lũ tội phạm, chứ không phải để cô tốn thời gian đi điều tra sự thật. Bây giờ thì hắc nhẫn đã rất gần chúng ta, đây chính xác là cơ hội để giết hắn. Nhưng tất cả hãy nghe đây, ai đó đầy che giấu cho tổ chức phản động, thay mặt cho Venice, ta tuyên án tất cả các ngươi đều phải chết. Mau chóng chầm lửa giết chết bọn chúng. Giết hết, chết hết bọn chúng đi. Người đi chết đi. Có phải là thanh kiếm này đã nhúng chầm tinh chất của hoa huyết rồng? Người giết người với thanh kiếm đó đúng không? Người quá yếu. Còn bây giờ thì mau khai ra kẻ nào đâu bán hoa huyết rồng cho người. Kẻ bán chúng cho ta chính là ngươi. Ma cà rồng, mau đuổi theo hắn. Hắn đã bị thương nặng, không thể chạy xa được. Đây là cô.
sao anh lại ở đây? Anh bị thương sao? Đây không phải là chuyện của cô. Chẳng phải cô đang ở cùng bọn ma cà rồng sao? Sao họ không cho cô ăn ngon mặc đẹp mà lại đưa cô đến chỗ này? Anh không cần sợ những con ma cà rồng ở đây. Anh là thành viên của tổ chức phản động phải không? Cô muốn xạo tôi cho lũ ma cà rồng để lấy lòng chúng. Tôi chỉ đang cố gắng giúp anh. Anh có cần thuốc men gì không? Thuốc sẽ không có tác dụng gì đâu. Nếu cô đã không muốn lập công thì đi đi. Đừng xuất hiện trước mặt tôi lần nữa. Chuyện gì xảy ra với anh vậy? Biến đi! Cuối cùng anh cũng tỉnh rồi. Là cô. Làm sao mà các vết thương lại biến mất rồi? Có phải tôi đã làm gì cô không? Anh bảo thuốc men sẽ không có ích gì nên tôi nghĩ rằng máu có thể chữa lành được. Cô, tôi xin lỗi. Tôi không muốn điều đó xảy ra. Tôi đã bảo cô đi rồi. Thông báo hệ thống, 200cc máu có giá trị 50 điểm hấp dẫn. Đó không phải là chuyện gì to tát, đừng lo. Tôi xin lỗi. Anh là một ma cà rồng, nhưng sao anh lại trở thành thành viên của phe phản động? Và con dao của anh? Cô yên tâm, tôi sẽ trả ơn cho lòng tốt của cô. Cứ lại đây đến khi nào anh bình phục lại. Thưa ngài, chúng ta đã đến tòa thị chính. Thứ gì đã đưa ngài tới đây vậy? Ngài Hentins yêu dấu của tôi. Không phải ngài luôn không thích tôi và tòa thị chính sao? Ta luôn không hài lòng với sự liên quan đến tội ác vì lợi ích của ngươi. Vậy thì sao chứ? Ngươi biết bao nhiêu về đoạt hồn đao? Nó chỉ là một con dao găm bình thường được rắc một ít bột hoa thủy tiên đó mà thôi. Và nó được bán, được đám nhân loại đặt cho một cái tên khủng khiếp. Hoa huyết long và là loài hoa bị cấm sử dụng. Ngươi có nghĩ đến chuyện làm sao một tổ chức phản động có được nó chứ? Buôn lậu, ai biết? Theo quan điểm của tôi thì nên trách thị trưởng. Chẳng phải hắn là người đầu tiên mang hạt giống đến Venice hay sao? Sẽ không có gì xảy ra nếu lúc đó hắn hủy nó đi. Ngài thị trưởng, ngài đến đây là muốn ban lệnh việc cấm buôn lậu sao? Hôm qua tôi đã định điều khiển tâm trí của hắn ta, bắt hắn ta nói ra nơi mà hắn lấy hoa huyết long, nhưng hắn đã trốn thoát. Ông biết ý đó là gì không? Có phải anh ta là một ma cà rồng không? Thú vị đấy, hóa ra kẻ thù của chúng ta lại có cùng nguồn gốc với chúng ta. Đời đã, ngài nói hắn ta thoát khỏi cần kiểm soát. Thoát khỏi sự kiểm soát tâm trí của ngài sao? Ừ. Sự kiểm soát tâm trí của ma cà rồng có mối liên quan chặt chẽ đến đời kế thừa. Ít nhất là ma cà rồng cũng thế hệ có thể thoát khỏi sự kiểm soát tâm trí. Chúng ta đều là ma cà rồng đời thứ nhất. Nó có nghĩa là hắc nhẫn có thể là ma cà rồng của thế hệ thứ hai, hoặc thậm chí hắn có thể là ma cà rồng đời thứ nhất. Không thể nào. Thị trưởng nói rằng không muốn phát triển thế hệ sau nữa. Người thực sự tin như vậy sao? Anh ta thất vọng với chúng ta đã. Và ngươi biết điều đó mà. Nhưng ít nhất anh ta sẽ không tạo ra kẻ thù cho chúng ta chứ. Có phải anh ta sẽ... Nghĩ xem cây huyết long đầu tiên đến từ đâu đi. Được rồi, tôi sẽ điều tra cùng ngài. Dù sao đi nữa chúng ta phải tìm ra kẻ thù của chúng ta là ai. Ngày hôm sau, lúc hoàng hôn. Ừ? Tôi ngạc nhiên khi không thấy anh ở đây. Tôi đã mang gói, bàn chải, cốc và một vài thứ cho anh. Chăm sóc vết thương cẩn thận và đừng đến ngọn hải đăng. Hội đồng tòa án của thành phố đang chuẩn bị hành quyết những người vô tội. Mau chóng quay về. Cuối cùng cũng xong. Đây là y phục của thị trưởng. Trông có vẻ đơn giản nhưng mà là hàng tốt à. Chú, chân dung của Hạ Hy đã hoàn thành. Vẫn cần điều chỉnh một chút. Tôi đã sửa rất nhiều đồ, đây là bức đẹp nhất đấy. Chú không hài lòng cái gì nữa? Bức tranh này không có cảm xúc. Cứ thử vẽ lại vài lần nữa đi xem nào. Cảm xúc, được rồi. Không biết anh ta sao rồi, có lẽ mình nên đi tìm anh ta. Thật trùng hợp, cô đã quen với cuộc sống ở đây chưa? Sống ở đây rất tốt, rất yên tĩnh và thoải mái. Mà kỹ năng chơi bài của các anh có vẻ đã tốt hơn nhỉ? Cô vẫn chưa muốn đi sao? Claire vẽ xong rồi à? Chưa chắc, còn lâu lắm. Dù cho nó không vui như đi du ngoạn, nhưng ở bên cạnh anh tôi cũng thấy rất vui. Nếu được thì mong anh đừng đuổi tôi đi. Được rồi, cô từ Hạ Quốc đến đây vì cô thích du khắp nơi đúng chứ? Suốt thời gian qua cô đã đến rất nhiều nơi sao? Ừ, tôi đang được ngắm nhìn những khung cảnh tuyệt vời. Những ngôi nhà và hoàng cung cao quý với những bức tượng được chạm khắc tinh tế. Và cả hoang mạc cùng với những viên minh châu giữa sa mạc. Tôi đã đi khắp thế giới để tìm kiếm ý nghĩa của sự trường sinh, nhưng lại chưa bao giờ tìm ra câu trả lời cả. Tôi gần như quên mất tại sao tôi lại bắt đầu cuộc hành trình này. Tôi nghĩ ý nghĩa gì không quan trọng. Điều quan trọng là phải cố gắng hoàn thiện chính mình trên mỗi đoạn đường. Vậy nên có khi chúng ta nên tiếp tục tiến bước và tìm kiếm một mục tiêu mới.
ta sẽ đưa cô đến một nơi. Đây là... Đúng, chính là cái hang này. Wow! Đẹp quá! Những cơn sóng đã vô tình đưa ta đến nơi tuyệt đẹp này. Sóng! Có lần ta đã định tự sát. Ta đã trôi dẹt giữa biển, ta không hề ăn uống và cử động. Lúc đó ta đã đợi chờ phút giây kết thúc trên sự bất tử này. Sau đó chuyện gì đã xảy ra? Đối với ta phút giây đó không tồn tại. Nhưng ta đã tìm thấy một thứ hữu ích trong quá trình theo đuổi cái chết của ta. Có lẽ một ngày nào đó nó sẽ giúp ta. Bây giờ anh vẫn có ý định tự sát sao? Những ngày tháng đó kết thúc rồi. Sau đó ta đã tạo ra hậu nhân đầu tiên. Và chuyện tiếp theo cô cũng biết rồi đó. Nhưng tôi rất vui vì ngài còn sống. Và vì vậy tôi mới có cơ hội gặp ngài. Cảm ơn. Có một vị khách đã đến đây. Ai? Rất ít ma cà rồng dám đến hòn đảo này mà không có sự cho phép của mình. Hắn ta trông rất dữ dằn. Tôi không biết là ai. Thì là người ở đây. Thưa ngài. Con người. Ngươi cũng chỉ là con người thôi. Ngài tự cô lập bản thân khỏi chúng tôi thì cũng thôi. Nhưng tại sao ngài còn gần gũi với thực phẩm của chúng ta? Đối với ta, ngươi không thể nào so sánh được với cô ấy.